À, Hoàng Anh xin chào cả nhà à, ngày hôm nay á, cả nhà cả nhà có thấy là chúng ta được gặp nhau vào một cái thời khắc rất là đặc biệt không à Dạ hôm nay là ngày ngày đầu năm ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 khởi đầu cho một năm mới đúng không cả nhà à, Bản thân Hoàng Anh cảm thấy là rất là biết ơn à, khi mà được thầy à, được à, tổ chức à, giao cho à, cái nhiệm vụ là gánh vác lớp học thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui à, vào cái thời điểm là, là khởi đầu một cái năm mới như vậy em chào cô Hoàng Anh chào cả lớp ạ dạ à, cả nhà có thấy là là cái cái nhiệm vụ của Hoàng Anh và cùng cả nhà nó rất là quan trọng không cả nhà dạ mình khởi đầu cho một em chào cái em uh... anh, em chào cả nhà biết à... ơn cô hiến anh các của cô Hoàng Anh em được học tới mấy khóa rồi thì cái chương trình đó cả nhà à, mình sẽ làm việc cùng nhau à, 12 buổi tối thì cái chương trình của mình đó, có tên là lớp học của mình tên là thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui à, và cái chương trình của mình đó, thì à, gọi là lộ trình nâng tầm nhận thức lộ trình nâng tầm nhận thức đối với tài chính À, mình sẽ làm việc cùng nhau 12 buổi lộ trình nâng tầm nhận thức đối với tài chính thì tại sao khi mà mình đăng ký cả nhà thì có cái điều kiện ghi là đã học qua lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui thì có thể gọi theo một cách khác đó cả nhà đây là cái lớp mà mình ứng dụng cái cái nhận thức cái nguồn tri thức về nội tâm vô tài chính thì nếu như mình đã được à, Tham dự lớp nội tâm thì mình biết cái câu là nhất thiết duy tâm tạo đúng không cả nhà? Hay là mình đã từng nghe cái câu là tâm an vạn sự an hoặc là những anh chị mà có tham dự những cái khóa học phát triển bản thân của những cái người thầy ở trên toàn cầu thì mình lại hay được nghe các thầy nói là thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài. Thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài. Thì cái lớp tài chính của Quýt là một lớp tài chính rất là đặc biệt sẽ giúp cho mình quay về để mình nhận diện gọi tên và làm rõ cái thế giới bên trong của mình đó, đối với tài chính nó là như nào nhà mình có ai có cái nghi vấn này không à sau khi mình học lớp thấu hiểu nội tâm thì 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 mình đã hiểu là tất cả mọi cái hiện thực cuộc sống của mình cho đến thời điểm hiện tại về sức khỏe, về tình yêu hôn nhân, về mối quan hệ với con người, à, về tài chính thì đều đến từ những cái hạt mầm hình ảnh tâm trí ở bên trong của mình. Vậy thì nhà mình có ai có nghi vấn là, ờ vậy thì thế giới tài chính của mình ở bên trong là như nào vậy? Và bây giờ cái 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 hiện thực tài chính của mình ở thời điểm hiện tại ấy, là mình có hài lòng không? Mình có hài lòng không? vậy thì nếu mà mình chưa hài lòng á vậy thì cái nhân ở bên trong của mình là gì và làm sao để mà mình có thể kiến tạo lại cái thế giới à, hạt mầm hình ảnh tâm trí ở bên trong của mình cái nhận thức của mình cái thế giới nội tâm của mình đối với tài chính thì à, không biết nhà mình có ai có cái nghi vấn này sau khi học lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui không mà dạ yeah. à, chị nghe là là có nghi vấn À, nhưng mà chưa biết xử lý như thế nào hoặc là chưa hài lòng thì trong cái quá trình mà mà hoàng anh cùng với cả nhà thì thật ra bản chất là hoàng anh cũng giống y như cả nhà thôi nhưng mà hoàng anh may mắn hơn là hoàng anh được gặp thầy sớm được gặp thầy sớm và anh được biết đến cái nguồn tri thức này thì cái thời điểm đó là cả nhà khi mà 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 được học cái nguồn tri thức từ lớp nội tâm á, thì cái cảm xúc của Hoàng Anh sau mấy chục năm trời á, là nó như nó vỡ hòa ra toàn bộ cái trải nghiệm cuộc đời của mình. Toàn bộ cái trải nghiệm cuộc đời của mình. Những cái gì là như ý và những cái gì là bất như ý. Và nguyên nhân đó, tại sao nó ra cái kết quả như ý và bất như ý. Là, và nó như một cái cuốn phim quay và mình trả lời được cho từng cái sự kiện của cuộc đời của mình. À thì ra là vậy hả? Cái đó là những cái việc á mà mình đã như ý nè và đó là những việc bất như ý nè và tại sao nó là như vậy là gần như mình có câu trả lời ngay lập tức ở, ở trong lớp học và 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 nó còn hay hơn như thế này nữa là anh phát hiện ra là nó không phải chỉ giúp cho mình lý giải được toàn bộ những cái kết quả ở quá khứ và ở hiện tại mà nó còn giúp cho mình kiến tạo được cái tương lai của mình bằng cách làm sao để mà thay cái nhân ở hiện tại á cả nhà. À nhà mình nhà mình có 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 đồng ý với với hoàng anh là cái dòng thời gian của mình đó cả nhà. Cái dòng thời gian của mình á là sẽ là có là quá khứ nè. Hiện tại hiện tại và và tương lai tất cả chúng ta đều giống nhau hết đúng không cả nhà, nhà tất cả chúng ta đều có quá khứ hiện tại và tương lai thì có phải á có phải là có phải là kết quả hiện tại á có phải là kết quả của hiện tại nè nó đã được đến từ cái nhân ở quá khứ đúng không cả nhà kết quả hiện tại nó đã được đến từ cái nhân của quá khứ thì quá khứ nó là những cái chuyện đã xảy ra rồi quá khứ nó là những cái chuyện đã xảy ra rồi mình có thay đổi được quá khứ không cả nhà dạ mình không thay đổi được quá khứ tuy nhiên là mình có quyền quay lại quá khứ để rút ra bài học ở quá khứ để mà đem được cái lợi ích gì cho hiện tại và tương lai của mình nhưng mà nhà mình có đồng ý với hoàng anh là quả của hiện tại chính là nhân của tương lai không ạ à? quả của hiện tại nè quả của hiện tại nè có phải chính là nhân của tương lai đúng không ạ à? quả của hiện tại chính là nhân của tương lai và tương lai là sẽ ra quả ở đây vậy thì á vậy thì bây giờ là mình xác định là kết quả mà mình muốn ở tương lai là như thế nào và mình cần làm cái gì ở hiện tại thì mình làm được không cả nhà tại vì nhân quá khứ chính là là nhân và hiện tại là đã ra quả rồi nhưng mà những cái gì đang diễn ra ở hiện tại á thì nó sẽ là hiện tại chính là nhân của quả của tương lai. Vậy thì bây giờ mình muốn cái gì? Bây giờ nói về tài chính, mình phải xác được được chính xác là mình muốn cái quả tài chính của mình trong tương lai của mình là như thế nào và mình sẽ quay lại hiện tại để mình làm sao để mình, mình nuôi trồng cái nhân ở hiện tại này nè là cái nhân mà nó sẽ ra quả tốt cho mình về mặt tài chính ở trong tương lai là hoàn toàn khả thi chứ đúng không cả nhà? Và Hoàng Anh xin chúc mừng là Hoàng Anh cùng với cả nhà là được gặp nhau ở lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui. Nhà mình có đồng ý với Hoàng Anh là mình đang ngồi đây và cùng với nhau để mà thay đổi những cái gì mà mình biết về tài chính ở hiện tại đúng không cả nhà? Thay đổi những cái gì mà mà mình 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 biết ở hiện tại thì trước khi á mà Hồng anh cùng với cả nhà làm rõ cái lộ trình á là trong 12 buổi á, là chúng ta sẽ làm cái gì chúng ta sẽ gieo trồng cái nhân mà tài chính ở hiện tại như thế nào á thì hoàng anh cùng với cả nhà làm rõ là của cái lý do gì mình phải học tài chính nha mình không thích tiền nhà mình có hay nghe nhiều người nói là tôi không thích tiền đâu hay là tình cảm thì quan trọng hơn tiền tại sao mình phải học tài chính mình không học được không tại mình không thích mà. dạ à, có hoàng anh không không biết nhưng mà biết là là chắc là 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 anh nguyễn hạnh đức nói không có ai là là à, là thích không thích tiền thì à, nói về thích với không thích nói cả nhà thì nó à, là như thế này à đây đây là một cái cái kiến thức mà mình đã được học trong lớp nội tâm thì khi mà Hoàng anh chuyển giao về cái lộ trình tài chính Hoàng anh xin phép cả nhà là sẽ có một số cái tri thức Hoàng anh lặp lại là là nguồn tri thức từ lớp nội tâm Hoàng Anh xin phép là sẽ chỉ chuyển giao trên cái nền tảng là chúng ta ứng dụng cái điều đó vào tài chính như thế nào chứ không quay lại chia sẻ từ đầu À, giống như bên lớp nội tâm nữa thì thằng à, anh đang hỏi là tại sao á tại sao là mình 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 phải học lớp tài chính thì hỏi là có ai là không thích tiền hay không á thì nhà mình hình dung á là mình có được được học từ thầy rồi đúng không ạ là mình có hai cái phần mình có hai cái phần đó là mong muốn ý thức và niềm tin bên trong Ở trong lớp nội tâm mình đã được gặp đó cả nhà giữa mong muốn ý thức và niềm tin bên trong thì 100% dân số khi để để được hỏi sẽ trả lời là thích tiền hoặc là cần phải có tiền cho cuộc sống này. Nhưng mà cái đó cả nhà nó chỉ là mong muốn ý thức thôi. Cái niềm tin bên trong á, là chiếm tới 80% á, nó sẽ quyết định cái hiện thực tài chính của mình á, là mình có hài lòng hay không là nó nằm ở niềm tin bên trong đúng không cả nhà. Niềm tin bên trong nó luôn luôn thắng. Niềm tin bên trong nó sẽ luôn luôn thắng. Vậy thì á, trong suốt 12 buổi này á, mình sẽ cùng nhau á gọi tên làm rõ để làm sao á để biến cái mong muốn ý thức này của mình nè nó thành là niềm tin bên trong là nó hợp nhất với nhau. Hợp nhất với nhau là một. Hợp nhất với nhau là một. À, nếu như mà có những anh chị mà đọc những cái cuốn sách khác về mà mình nghe thì chắc là mình cũng nghe nói về À, tìm tiềm thức đúng không nè Sức mạnh của tiềm thức mình có nghe đến những cái cái, cái như là à, luật hấp dẫn nè, à, sức mạnh của tiềm thức. Thì à, có phải là là những cuốn sách đó có viết là à, là tiềm thức sẽ luôn luôn thắng đúng không cả nhà? Là niềm tin sẽ luôn 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 thắng. Còn mong muốn ý thức chỉ là mình muốn thôi. Nên khi mình nói là mình thích tiền và cần tiền nhưng mà đâu đó sâu thẳm bên trong nội tâm của mình có thật sự nó là như vậy hay không thì hoàng anh sẽ sẽ đi cùng với cả nhà để mà mà gỡ từng từng phần từng phần một từng phần một nhà mình ghi xuống giúp hoàng anh cái câu này à, tất cả những cái gì mà bạn đang có chính xác là điều bạn muốn tất cả những cái gì mà bạn đang có chính xác là điều bạn muốn cho dù bạn thích hay không thích bạn chấp nhận hay bạn không chấp nhận bạn tin hay bạn không tin thì đó là quy luật của tâm thức rồi mà đã là quy luật thì thì là nó vẫn cứ diễn ra thôi đúng không cả nhà ví dụ như bây giờ hoàng anh nói với cả nhà là nếu mình thò tay vô ổ điện thì sẽ bị dịch điện mình có cần thử không cả nhà Mình có cần thử không à? Hoặc là mình nghe các nhà khoa học nói là theo lực hút của trái đất luật trọng lực thì khi chiều lên cao mà nhảy xuống thì mình sẽ rơi xuống chứ mình không có bay lên. Thì mình đâu cần thử đó đúng không cả nhà? Đã là quy luật. Đã là quy luật thì dù mình muốn hay không muốn, mình tin hay không tin thì nó vẫn vận hành và nó vẫn diễn ra là như vậy nên nếu như á mà cái hiện thực tài chính của mình á mà mình chưa có hài lòng thì 100% là cái niềm tin bên trong chưa có hợp nhất với mong muốn ý thức của mình. Và mình cùng nhau ở đây á là bằng cái cách nào, bằng cái phương tiện, công cụ nào, bằng cái cách nào để mà mình có thể hợp nhất được cái mong muốn ý thức và niềm tin bên trong cũng như á là làm sao để kiến tạo lại cái niềm tin bên trong của mình. Rồi nói về uh, mong muốn ý thức với niềm niềm tin bên trong thì anh xin phép cùng với cả nhà làm uh, qua một cái phần là tầm tầm quan trọng của uh, của tài chính. Thì uh, cái này ở trong uh, lớp 100 có rồi, nhưng mà ở trong bối cảnh này thì hàng anh cùng với cả nhà mình lại uh, làm việc cùng nhau lại. À mình có cái ngôi nhà cả nhà. Mình có cái ngôi nhà Cuộc đời của con người á thì loanh quan nếu mà nói là liên quan đến vấn nạn của con người á thì tổng hợp lại nó chỉ có đến từ chỉ có từ bốn cái nhóm chính là từ nội tâm sức khỏe mối quan hệ và tài chính. Ngay từ khi ngay từ khi bắt đầu cả nhà thì anh có chia sẻ với cả nhà về quy luật là nhất thiết duy tâm tạo hoặc là thế giới bên trong à, sẽ tạo ra thế giới về bên ngoài. Vậy theo như cả nhà là nội tâm á, thế giới nội tâm của mình á, thế giới nội tâm của mình á, đối với tài chính là như thế nào? sẽ quyết định cái hiện thực tài chính của mình nó là như vậy à, và và hiện nay mà nhắc đến nội tâm thì thì là chúng ta đã được cùng nhau tham dự lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui đúng không cả nhà nên là cái cái ngôn cái gọi là cái 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 khái niệm này nó không còn còn quá xa lạ đối với nhà mình nữa rồi theo như cả nhà là là tài chính có ảnh hưởng đến nội tâm không ạ à? à, nếu như mà 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 gia đình của mình mà mà không còn không còn tiền để sống hoặc là luôn luôn sống trong cái cái bối cảnh gọi là vật lộn nó cơm áo gạo tiền ấy, thì mình có đơn giản để 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 bao dung cho con người không mà có phải là bên trong mình nó có quá nhiều những cái bộn bề lo toan thì thì mình có đơn giản để mà 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 vui vẻ không à cũng là con của mình làm rớt cái điện thoại thôi Con của mình làm rớt Làm bể cái điện thoại của mình Nếu như nói là thôi không sao con ạ à, Để mẹ sẽ mua cái điện thoại khác thôi Nhưng mà nếu như đó là Cả một tháng lương của mình Hoặc là ba tháng lương của mình Thì có phải là mình sẽ dễ bao Dễ sân với con hơn là 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 bao dung cho con đúng không ạ à? Rồi trong các mối quan hệ Trong những cái gia đình nó cả nhà nếu như mà 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 người chồng á mà đảm bảo được toàn bộ về cái mà anh... thấy anh thấy anh thấy nhà mình có ray hen á là mình có đặt câu hỏi cho hằng anh hay như nào à, à chị à, hằng em thấy chị có ray hen á à, tại sao anh cứ vừa mở mic là nó lại bật lại ta dạ tại vì em bấm á cô em lỡ bấm em á à tức là mình không có định hand đúng không ạ à, hằng à dạ không có nghĩa là em để đó xong rồi có khi nào mà cô có cần ai á thì cô gọi em nó dễ thương vậy <laughs> trời ơi tức là tức là cần tương tác hay phối hợp gì thì là hằng sẵn lòng hỗ trợ chị đúng không dạ dạ chị biết ơn hằng lắm lắm dạ, dạ. <laughs> hằng anh thấy anh Nghĩa cũng đây hen nè. Mà dạ, anh không chào chào cô giáo ạ. Em định uh, hỏi câu chính nhưng thôi cứ để đến cuối buổi thì em hỏi sau ạ. À dạ dạ biết ơn anh anh Nghĩa. À, nói về cái cái cách mà chúng ta sẽ làm việc cùng nhau 12 buổi tối cả nhà thì. Uh, nếu như mà mình có cái nghi vấn hay thắc mắc gì á thì mình có thể giúp đỡ hoàng anh là để cho mình không bị quên á thì mình sẽ viết ra hẳn một cái trang giấy đặc biệt nào đó thì thì tí nữa khi mà hoàng anh bắt đầu đi đi vô trong một tí thì hoàng anh sẽ sẽ chuyển giao là à khi mà mình sẽ có cái kết quả gì sau khi mà mình 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 làm việc cùng nhau 12 buổi này mà mình thấy nó 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 đáp ứng luôn thì bắt đầu mình sẽ chờ tới cái phần đó mình sẽ có câu trả lời. Mình cứ giữ cái nghi vấn ở đó. Mình cứ giữ cái nghi vấn ở đó tại vì nhiều khi nó chưa đến cái cái chỗ đó mà nhà mình hỏi á, mà anh chưa đủ khái niệm để trả lời. Những cái những cái khái niệm mà anh đưa cho cả nhà chưa có đủ á, thì anh trả lời cho nhà mình cũng hơi khó. Hơi khó thì nên là mình mình cứ ghi lại và và mình sẽ làm việc với nhau theo nguyên tắc này nè cả nhà là Hoàng anh đang 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 chuyển giao cái phần đó thì mình sẽ chỉ nghi vấn và thắc mắc đúng trong cái chủ đề ở cái phần đó thôi xong mình đóng gói nó lại xong là mình ok rồi xong mình đi qua phần khác là mình quên luôn cái phần mà mình đã đi trước đó thì tới phần nào là mình dứt điểm phần đó cả nhà mình đồng ý với hoàng anh mình làm theo cái cách như vậy thì có phải là mình sẽ nhận được rất là trọn vẹn đúng không cả nhà À, và đó nó là một cái thói quen mà từ khi được học lớp nội tâm hoàng anh đang đang thực hành đó cả nhà tức là à, hoàng anh được đọc một cái câu chuyện là như thế này à, chú tiểu á mới hỏi à, hòa thượng nói là thưa sư phụ à, trước khi á, đắc đạo á, thì sư phụ làm cái gì thì à, sư phụ mới trả lời là trước khi đắc đạo á, là ta à, gánh nước à, đốn củi và nấu cơm xong cái chú tiểu lại hỏi sư phụ tiếp là vậy thì sau khi đắc đạo thì sư phụ làm gì cái sư phụ mới trả lời là sau khi đắc đạo thì ta cũng gánh nước đốn củi và nấu cơm à nhưng mà vậy thì đâu có gì khác nhau trước và sau khi đắc đạo đâu thì thì sư phụ mới trả lời là lúc mà ta chưa đắc đạo á thì lúc mà đang gắn nước thì ta cứ nghĩ tới việc đốn củi mà đang đốn củi thì cứ nghĩ tới việc nấu cơm mà đang nấu cơm thì cứ nghĩ tới việc gắn nước còn sau khi ta đắc đạo á thì đang gắn nước thì biết là đang gắn nước mà đang đốn củi thì biết là đang đốn củi và đang nấu cơm thì biết là là đang ăn cơm thì nhà mình bây giờ á là mình đang ở trong lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui cả nhà thì mình có làm nổi là mình biết là mình đang huân tập thêm kiến thức về à, tài chính làm nổi không cả nhà? Tại vì nếu nói về cái gọi là cái cái gọi là cái, cái cái hành trang gọi là cái cái nỗ lực của mình trong việc kiếm tiền đó có phải là mình đã làm rất là nhiều năm tháng rồi đúng không cả nhà? mình làm nhiều năm tháng rồi thì bây giờ mình 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 ưu tiên mình dành cho mình 12 buổi trọn vẹn tại vì á nếu như vẫn là những cái tư duy cũ nhận thức cũ quan niệm cũ thì theo như cả nhà là có ra kết quả mới được không nó phải có cái gì đó phải có cái gì đó khác đi nữa thì nó mới ra kết quả mới được đúng không à dạ còn nếu như mà cứ khư khư làm theo những cách cũ thì mình đâu có cần phải có mặt ở trong lớp tài chính đâu. Và và có cái điều này là Hoàng Anh cũng muốn chia sẻ với cả nhà mình. Thật sự thì cảm thấy bản thân của mình rất là may mắn luôn khi mà Hoàng Anh đã được bước ra ngoài gọi là là học về tài chính khi mà Hoàng anh đã được học thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui với cả nhà thì khi mà hắn áp dụng vào công thức là 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 kiến tạo kết quả tài chính cho mình á thì hắn mới chạy ra ngoài và hắn ứng dụng tất cả những cái tri thức hắn họ được học nội tâm để hắn bước đi á và anh thấy rằng là bản thân hoàng anh là một người học tốt nghiệp đại học tài chính ngân hàng anh có 10 năm làm ở một tổ chức ngân hàng một tổ chức tín dụng một ngân hàng thương mại cổ phần cũng là có tiếng tâm và anh về hướng nghiệp Á Âu á là anh làm cái vị trí là chịu trách nhiệm toàn bộ về tài chính dòng tiền và và toàn bộ tất cả những cái việc mà liên quan đến nội bộ của của một của một doanh nghiệp các cả nhà là cả nhà nghe là toàn bộ là anh làm đều liên quan đến tài chính đúng không ạ à? toàn bộ là anh làm đều liên quan đến tài chính đúng không ạ à? À, tuy nhiên là sau khi học nội tâm và đi huân tập về tài chính đó Anh mới phát hiện ra là gần như hoàng anh biết quá ít về tài chính nếu như không dám nói là hình như cũng không biết gì À, tất cả những cái nền nền tảng đi qua chỉ giúp cho hoàng anh là nhạy bén hơn một chút với con số về excel và 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 những cái gì mà liên quan đến cuộc và excel cũng như là là số liệu thì mình mình nhạy bén hơn một chút là bởi vì mình đã làm quen với nó còn cái mà gọi là nhận thức về tài chính và tư duy về tài chính thì gần như là là rất là ít ỏi, không có đủ để mà mà mình có thể xây dựng một cái giấc mơ về tài chính cho bản thân cũng như là kế thừa lại lại cho con cháu. Và tư duy tài chính và nhận thức tài chính quan trọng không cả nhà? À một cái một cái người ăn xin đó một cái người ăn xin á, mà nếu như á, mà mình cho họ 3 triệu á, để mà họ đi kiếm tiền á, thì họ sẽ mua một cái xe đạp để họ đi ăn xin mà nếu như á, mà mình cho họ 30 triệu à, để đi kiếm tiền thì họ sẽ mua một cái xe máy để đi ăn xin mà nếu như họ mình cho họ 300 triệu để mua một cái xe hơi á, thì họ sẽ đi xe hơi để đi ăn xin và rủ thêm nhiều người bạn khác cùng đi ăn xin với mình vậy có nghĩa là cái tư duy của mình nó như thế nào đó, nó sẽ quyết định mình hành động như thế đó à, trong khi á, là trước giờ mình hay suy nghĩ là mình chưa có giàu là tại vì mình chưa có vốn à, mình chưa có giàu là bởi vì rất là nhiều cái lý do nhưng mà mình mình đã có bao giờ bao giờ nghi vấn là làm sao để mà mình có cái cái tư duy và cái nhận thức để mình có thể trở nên giàu có đủ đầy không theo như cả nhà là nếu như ngài tổng thống Mỹ mà đã, đã từng đương nhiệm tổng thống Mỹ Donald Trump á, thì có phải là mình đã đọc được câu chuyện là ông đã rất là nhiều phá sản và sau đó ông quay lại ông làm giàu và còn giàu hơn trước khi phá sản đúng không ạ? À? Dạ. Thì, thì trên suốt cái hành trình hoàng Anh được học nội tâm và anh đi huân tập về tài chính á, thì cả một chân trời tài chính nó vỡ hòa ra và và anh cảm thấy rất là là may mắn khi mà có cơ hội được được chia sẻ với cả nhà mình bởi vì á cái điều gì thì anh không dám chắc nhưng mà anh cam kết là nếu như mà mình học trọn vẹn 12 buổi à, thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui á thì sẽ tiết kiệm cho mình rất là nhiều tiền nếu như mà mình đi học và tài chính ở bên ngoài cũng như là giúp cho mình tránh những cái sự cố đáng tiếc xảy ra À, có rất là nhiều trường hợp mình đi học tài chính nhưng mà mình lại chưa có được à, à, trang bị đầy đủ một cái bức tranh hoàn chỉnh đó, dẫn đến là cái hệ lụy sau khi mình có cái tư duy mà nó lại lại chưa đúng và chưa đủ đó, thì nó còn tệ hơn là là trước khi mình mình muốn tham gia vào đầu tư hay là là mở doanh nghiệp này kia nữa. dạ thì à, hoàng anh đang chia sẻ với cả nhà về về nội tâm ảnh hưởng đến 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 tài chính như thế nào á à, và tài chính thì ảnh hưởng đến nội tâm như thế nào à, mình đã được học là để mà mình có được cái tần số rung động năng lượng dương để mà luôn luôn thu hút mình giống như một cái nam châm vậy đó thu hút tất cả những cái điều tốt đẹp những cái nhân duyên tốt đẹp đến À, để giúp cho mình có một cái hiện thực cuộc sống tốt đẹp thì là trân trọng biết ơn ở tình à, bao dung ở tánh an vui ở tâm thì có phải là nếu như mình đủ đầy về tài chính thì nộ, mình rất là đơn giản để bao dung cho con người và cũng rất là định, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mình để an vui đúng không cả nhà? Hắn đang dùng là thuận lợi hơn thôi nha chứ anh không nói là là, là 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 tài chính giúp cho mình an vui Hắn nói là thuận lợi hơn thôi, tại vì người giàu á, người giàu á, người ăn vui á, thì chưa chắc là cần tiền nhưng mà người có nhiều tiền á, chắc chắn là cần an vui nhà dạ, mình đồng ý vào anh cái vé này không ạ à? người an vui á, thì chưa chắc là cần tiền nhưng mà người có nhiều tiền á, thì chắc chắn là cần an vui và tài chính có giúp cho mình là là có cái sức khỏe tốt đúng không ạ à? nhà mình ở trong dung đã có ai thấy là đã chứng kiến người thân của mình nếu như mà có tài chính thì đã có một cái kết quả tốt đẹp hơn rất là nhiều về mặt sức khỏe mà bạn thân hoàng anh là người vô cùng trân trọng sức khỏe cả nhà lý do vì sao Hoàng Anh có 6 năm gần như là nằm vùng ở trong bệnh viện. Đi nuôi một người em gái bị suy thận mãn giai đoạn cuối. Thì Hoàng Anh là cái người mà thường xuyên chăm sóc em, đưa đón em và đi đóng tiền. Thì cứ xếp hàng ở bệnh viện đó cả nhà. Một cái hàng dài có khi cả trăm người. Chỉ để được đóng tiền bệnh viện thôi. Và bác sĩ đưa bất cứ một cái toa gì là không bao giờ dám hỏi là tại bác sĩ ơi à, có thể đổi cho em cái dịch vụ khác rẻ hơn bác sĩ ơi có thể cho em cái um, thuốc khác rẻ hơn hay là bác sĩ ơi có thể là bỏ đi cái danh mục này không làm được không mà chỉ biết là đi đóng tiền thôi chỉ đi đóng tiền thôi thì thì nhiều năm tháng đi vô bệnh viện như vậy á là anh có một cái quyết định ở trong nội tâm á cả nhà là cuộc đời này anh không bao giờ muốn vô bệnh viện hết không bao giờ muốn vô bệnh viện hết nên là cái ý thức về nhà mình nếu như là đã học lớp và thấu hiểu sức khỏe kiến tạo an vui thì cái bắt mặt của thầy Vũ là tâm tính tình đất nước khí lửa điện từ là anh có lấy cái hệ quy chiếu đó và gần như là rất là vâng lời làm theo thầy đã đã bảo là ăn uống điều độ đi ngủ sớm đúng giờ ngủ sớm dậy sớm tập thể dục À, cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể là Hoàng Anh gần như là nghe thời và làm theo đầy đủ hết đó cả nhà. Và 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 cũng chính vì có cái sự trân trọng sức khỏe như vậy nên là Hoàng Anh rất là hay tự hào khoe với bạn bè và người thân của mình là từ đầu đến chân và từ trong ra ngoài là Hoàng Anh rất là may mắn làm cảm thấy là mình là người ở một trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất tinh thần và mối quan hệ xã hội. À, trân trọng là sở hữu cả nhà và 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 bạn Hoàng Anh cũng như là những cái người bạn mà Hoàng Anh biết á, những người mà có cái hiện thực sức khỏe á, là người ta dành một tháng ấy, cả nhà có người là từ 10 đến 20 mấy triệu đồng một tháng để đầu tư cho sức khỏe của bản thân mình à, trong trong nhà mình á, có ai là trong cái ngân sách là đã có hẳn một cái khoản để đầu tư cho sức khỏe của mình hàng tháng chưa à trong 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 dung nhà mình á, là là có ai đã có hạnh một cái ngân sách là đầu tư cho sức khỏe của mình hàng tháng chưa à? Dạ. Dạ, biết ơn cả nhà. Thì à, trên đời này không có gì tự nhiên hết cả nhà. Hoàng Anh có một thói quen á là anh quan sát cứ thấy người nào mà thấy họ rất là trẻ, rất là đẹp và rất là khỏe thì Hoàng Anh sẽ đặt cái câu hỏi như thế này này em thấy là da của chị rất là đẹp. Chắc là chị có bí quyết đúng không chị? Thế là cái người phụ nữ đó sẽ ngồi kể cho anh một lô, một lốc những cái bí quyết. Hoặc là em thấy là chị rất là trẻ so với tuổi. Em thấy là nhìn chị rất là linh hoạt và và năng động. Và, và nhìn chị rất là khỏe so với mặt bằng chung cái tuổi của chị. Chắc là chị có bí quyết gì đúng không chị? Là thể nào cái người đó cũng kể cho anh những cái bí quyết mà mà người đó áp dụng và 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 họ anh phát hiện ra là trên đời này không bao giờ có cái gì mà tự nhiên hết cả nhà không có tự nhiên giàu cũng không có tự nhiên đẹp cũng không có tự nhiên khỏe mà cũng không tự nhiên mà lúc nào cũng vui vẻ chắc chắn là cái người đó họ chứa đựng những cái quan niệm và họ có những cái thói quen mà lối sống như thế nào đó để phù hợp với kết quả đó để phù hợp với kết quả đó thì à, tài chính sẽ giúp cho mình bội tăng những gì mình đang có thì nếu như mình đã có sức khỏe rồi thì tài chính sẽ giúp cho mình thuận lợi hơn rất là nhiều trong cái việc chăm sóc sức khỏe à, tài chính có giúp mình cho mối quan hệ không cả nhà trong suốt cái thời gian mà hoàng anh đi làm thuê làm công anh lương ở ngân hàng sacombank băng thì à, Hàng Anh quan sát những cái người đàn ông mà họ giữ những cái vị chức vụ là giám đốc rồi ban tổng giám đốc rồi trưởng phòng đó, và họ có cái năng lực tài chính rất là tốt đó cả nhà. Thì Hàng Anh quan sát đó là nói ra cái này thì cái này nó là mặt bằng chung chứ nó không còn là hệ quy chiếu của tổ chức đào tạo quýt và nó không còn là hệ quy chiếu của giàu toàn diện đó cả nhà. Tuy nhiên đó, là mình phải chấp nhận một cái thực tế như thế này nè là có phải đa số những người đàn ông mà có năng lực tài chính tốt á, thì nhận được cái sự tôn trọng của gia đình nhiều hơn không cả nhà? và trong gia đình ít thục hạt hơn, ít thục hạt hơn và nếu như là mình yêu thương các con của mình mình yêu thương các con của mình thì theo như cả nhà là học ở một cái trường công bình thường à, 3 triệu một tháng học ở trường Vincun đó, là 15 triệu một tháng và học ở một cái trường quốc tế là 50 triệu một tháng thì theo như cả nhà là nếu như mình yêu thương con của mình và muốn mình muốn cho con của mình những cái điều tốt đẹp nhất đó, thì theo như cả nhà là mình sẽ đưa con mình vô những cái trường mà có cái chất lượng giáo dục cao để học chứ đúng không cả nhà nếu mà mình yêu thương con của mình và có phải là khi con của mình mà vô những cái môi trường đó có phải là con của mình sẽ toàn là được gặp những cái đứa trẻ mà được được sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình mà bố mẹ rất là quan tâm và rất là đầu tư cho con không thì có phải là cái cái năng lượng mà con được được tiếp xúc hàng ngày, cái nền tảng tư duy mà con được tiếp xúc hàng ngày, cái mối quan hệ của con được tiếp xúc hàng ngày khác không cả nhà. Và cô giáo, thầy cô ở những cái trường mà mà thu học phí rất là cao á thì theo như cả nhà là đời sống của thầy cô có cao hơn không ạ? À? Thì cái đời sống thầy cô yên hơn thì có phải là 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 cũng tốt hơn rất là nhiều cho con mình không ạ? À. Khi mà Hoàng Anh đi học phụ huynh cho cho các con của Hoàng Anh á, thì Hoàng Anh quan sát đó là thật ra thì các con rất là dễ thương nhưng mà thầy cô nhiều khi á là là cũng vì cái cuộc sống chưa có chưa có thật sự mà mà thoải mái và thư giãn nên là là nhiều khi á là là sẽ dễ 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 sẽ sẽ không sẽ gọi là những cái thầy cô mà có cái đời sống ổn định nó sẽ đơn giản để hòa nhã với các con hơn. Còn nếu như mình yêu thương chồng hay yêu thương vợ của mình, yêu thương những người thân yêu của mình, thì theo như cả nhà là, cái cái chi phí để mà mình mua thực phẩm này, chi phí để mà mình ở một cái căn nhà tương đối để đảm bảo những cái nhu cầu tiện ích cho cho gia đình. Đó. Bây giờ mình đang ở trong một cái nhà mà phòng tắm nè, phòng ngủ nè rồi các cái cái công năng nó gọi là nó đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản cho những cái người sống trong căn nhà đó có phải là nó đỡ va chạm hơn không cả nhà thì có phải là là cái mối quan hệ của mình ấy, cái mối quan hệ của mình nó sẽ dễ để quản trị cho nó đơn giản hơn nhà mình đồng ý với anh thực tế nó là như vậy đúng không ạ à? nó hiển nhiên nó là như vậy nhưng mà không biết vì sao là là mình đã từng là không quan tâm và không chấp nhận mình không có liêm chính nội tâm để mình chấp nhận là nó quan trọng như vậy và nó cần thiết như vậy thì à, tài chính đối với sức khỏe tài chính đối với mối quan hệ tài chính đối với nội tâm à, mình đang mình đang gặp nhau ở ở lớp tài chính nên là hoàng anh sẽ chia sẻ theo cái chiều này và nhà mình hoàn toàn có thể luận ngược lại à dạ chị nga nói là À, ngày xưa cứ nghe thích tiền là tham là xấu ở trong lớp mình sẽ giải quyết luôn cái việc này cả nhà nhưng mà đầu tiên á, là là những cái gì hoàng anh chia sẻ nó chỉ là một cái góc nhỏ xíu ở trong cuộc sống thôi nhưng mà nhà mình đồng tình với hoàng anh không ạ à? tức là mình tới cái phần nào là mình mình chấp nhận nó là như vậy mà mà hiển nhiên nó là như vậy mà hiển nhiên nó là như vậy mà khi mà Hoàng Anh nói ra cái điều này mình có thể nói là ủa nó hiển nhiên là như vậy à, thì đâu có gì để mà nói ở đây đâu nhưng mà thật ra Hoàng Anh ngồi nhớ lại chính bản thân Hoàng Anh nó cả nhà trong suốt mấy chục năm trời à, đi làm Hoàng Anh lúc nào cũng xin gọi là chưa bao giờ có suy nghĩ hoặc có bất cứ một cái giấc mơ gì về tài chính cho bản thân của mình và cho gia đình của mình mọi thứ nó đang diễn ra và nó song song và nó cứ đi qua cuộc đời mình nó cứ lướt qua như vậy nó giống như nó không liên quan gì đến cuộc đời của mình hết trơn á. có nghĩa là người ta giàu là tại vì cái số người ta giàu còn á, cuộc sống của mình nó là như vậy nó là như vậy mà mình biết nó là như vậy và mình chỉ nghĩ rất là đơn giản là à là mình cứ thật là nghiêm túc và làm việc À, tận tụy và có trách nhiệm với mình và mình có một cái cuộc sống à, an toàn là đủ và mình cứ chăm chăm thôi cả nhà chỉ mình lo được cho mỗi mỗi bản thân mình và cho gia đình mình thôi là mình thấy mình ngon lắm rồi mình không có nghĩ gì đến cho ai khác luôn á thì thì đó là một cái cái hiện thực mà trước đây hoàng anh hoàng đã từng nghĩ như vậy và anh phát hiện ra là có rất là nhiều cái điều á nó hiển nhiên và nó ở xung quanh mình đó, nhưng mà không biết vì sao là mình mình không có nghi vấn luôn Mình không có nghi vấn luôn Mình cũng không có mục tiêu luôn Và mình cứ thấy nó là như vậy Và mình biết nó là như vậy Và mình cứ là như vậy Và mình là như vậy Có ai đã từng giống như Hoàng Anh không ạ? À? Trong dòng họ Trong dòng họ Cũng có người rất là khá giả Mình không bao giờ đặt nghi vấn là tại sao họ khá giả À, trong dòng họ cũng có những người phụ nữ họ rất là hạnh phúc họ rất là đủ đầy họ được chồng yêu thương hết mực à, các con của họ rất là ngoan mình cũng không đặt nghi vấn là tại sao họ có cái hiện thực như vậy luôn và mình cũng không xây dựng cái giấc mơ là mình muốn có giống như họ luôn và có một cái công thức đó, hoàng anh được nhận thầy thầy vũ ở trong một cái chương trình thầy vũ chia sẻ về sức khỏe ở cả nhà nó là cái công thức nhà mình thử quán chiếu lại xem coi là nó có giống bản thân mình hay là giống với ba mẹ của mình hay là giống với tất cả những người xung quanh mình không nha cả nhà à, nó là một cái công nó là một cái 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 con những con số là thông thường. Thông thường á là con người á thông thường là con người sẽ dành 20 năm đầu là được gia đình bảo hộ, được ba mẹ nuôi. 40 năm á là dành cả một cuộc đời làm lụng vất vả để dành được một chút ít tiền với một cái hy vọng mong manh là mình sẽ hưởng thụ khoảng 5 năm cuối đời. Mình mình thử quan sát ông bà cha mẹ và những người xung quanh mình thấy giống như vậy nhiều không cả nhà? Và có chắc là năm năm cuối đời được hưởng thụ không? Có còn sức khỏe để hưởng thụ không? Nhìn qua nhìn lại những người thân yêu của mình có còn ở bên cạnh mình để hưởng thụ không? Các con của mình có ngoan ngoãn trưởng thành để cho mình yên thân mình hưởng thụ không? thì nó vẫn là 20 năm là được sự bảo hộ và nuôi dưỡng của cha mẹ thôi. Nhưng mà nghĩ khác đi và làm ngược lại. Nghĩ khác đi và làm ngược lại. Mình sẽ dành ra 5 năm. Mình sẽ dành ra 5 năm để gọi tên và làm rõ tất cả những cái gì mình muốn trong cái cuộc đời của mình. Và tìm cái gọi là công thức nào, cách thức nào, phương pháp nào làm ra đó để mà mình chinh phục trong suốt 40 năm còn lại của cuộc đời. hai mươi năm là 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 không thay đổi rồi hai mươi năm là mình được sự bảo hộ của của gia đình và cha mẹ mình sẽ dành năm năm để gọi tên làm rõ Tất cả những cái điều mình muốn Làm sao để mà mình có đạt được điều mình muốn Và suốt 40 năm Còn lại á, cuộc đời của mình á, Nó sẽ giống như là hưởng thụ vậy đó Thì giữa Giữa công thức 1 và 2 Thì, thì nhà mình sẽ chọn công thức nào ạ à? Giữa công thức 1 và 2 Thì nhà mình sẽ chọn công thức nào ạ à? Dạ công thức 2 Công thức 2 nên thật sự thì rất là tiếc luôn khi mà có rất là nhiều nhiều con người đã dành mấy chục năm để kiếm tiền rồi nhưng mà vẫn chưa có giàu nhưng mà dành một ít thời gian để mà học về tài chính học và huân tập về tài chính thì lại cảm thấy là không có thời gian có nhiều không ạ à? khi mà mình rủ bạn bè mình đi học có nhiều người trả lời là bận lắm không có thời gian đi học không ạ à? Dạ. À, nói đến cái này á, thì à, bản thân á, hoàng anh mới chỉ có bắt đầu thôi nhưng mà hoàng anh chia sẻ một chút xíu với cả nhà mình á, là cái cái lúc mà hoàng anh được à, được học lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo anh vui á, là cách đây á, là 5 năm cả nhà là năm năm vậy thì trong 5 năm mà mà huân tập vừa học mà vừa vừa làm việc á, thì hàng anh chia sẻ với cả nhà là, là hằng anh đã ứng dụng cái công thức 20 với 40 với 5 đó là như thế nào, à, cái này á được gọi là lục lộc đại thuận À, nó gồm sáu cái yếu tố trọng điểm ở trong cuộc sống mà mình cần phải chinh phục sức khỏe sức khỏe quan trọng không cả nhà sức khỏe là số một khi mà có sức khỏe thì chúng ta sẽ mơ ước rất là nhiều thứ nhưng khi không có sức khỏe thì chỉ còn mơ ước một thứ duy nhất đó là sức khỏe à, câu này nói ai cũng nói, ai cũng biết, nhưng mà ai làm hay không mới là, là chuyện quan trọng. à, thứ hai đó là, tự do thời gian. tự do tài chính. À, tự do thời gian nghĩa là như thế nào? Tự do thời gian có nghĩa là mình được quyền làm chủ và chủ, chủ động sắp xếp thời gian của mình. Bây giờ ví dụ như ở quê, à, gia đình mình có việc cần phải mình về quê 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, một tháng, thậm chí là một năm. Mình có ra quyết định được hay không? Con của mình đi du học, con của mình nói là mẹ ơi, À, con đi du học mẹ có thể qua bên đó ở với con một tháng đầu tiên để giúp đỡ con ổn định đời sống ở bên đó rồi mẹ về được không thì mẹ trả lời là yes hay là no và có sắp xếp được hay không nhà mình có 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 thấy là trong cuộc sống sẽ có những nơi thời điểm mà người thân của mình cần thời gian của mình đúng không ạ à? có chuyện đó xảy ra không cả nhà khi có ai đó cần thời gian của mình, người thân của mình cần mình ở bên cạnh, mà mình, mà mình không sắp xếp được, thì mình luôn luôn xây dét yes được, nếu như đó thật sự là việc là quan trọng, đó là cần, thì đó là tự do thời gian. mình vẫn đảm bảo được cuộc sống, mà mình vẫn chủ động làm được cái điều mình muốn. À, tự do về tài chính, tự do về tài chính, theo như cả nhà là, Tôi đi làm bởi vì tôi thích. Chứ không tôi đi làm vì tôi phải làm. Hai cái đó tâm thái khác nhau không ạ? À? Tôi đi làm là bởi vì tôi thích, tôi cảm thấy tôi đi làm là có ý nghĩa và tạo ra giá trị. Và cái tâm thái thứ hai là tôi phải đi làm. Thì mình mình muốn chọn cái cái tâm thái nào ạ? À? Thì thì nếu như mình đi làm là bởi vì mình thích và mình cảm thấy cái việc mình đi làm là tạo ra rất là nhiều giá trị á thì cái tâm thái của mình mà hai cái tâm thái là nhà mình có thể hình dung được là cái người nào làm việc tốt hơn đúng không ạ à? vậy thì một cái người mà tự do về tài chính họ có quyền không cần làm việc nữa mà vẫn đảm bảo được cuộc sống của họ tuy nhiên là họ vẫn đi làm là bởi vì mình thích và nhà mình quan sát xã hội nha những người tự do tài chính đố cả nhà họ làm ít hơn hay làm nhiều hơn làm mà vì đam mê làm mà vì thấy cuộc sống này nó có ý nghĩa theo như cả nhà là cái, cái 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 mức độ giá trị tạo ra và cái tần cái năng suất tạo ra và và cái, cái 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 năng lượng tạo ra của cái người nào nhiều hơn à người được làm với người bị làm người nào làm ra nhiều hơn à vậy thì mình sẽ chọn mình là người được làm hay là người bị làm. Và gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc quan trọng không mẹ nhà? hình như tất cả mọi thứ nó chả còn ý nghĩa gì nếu như mà mình không có một cái nơi để đi về gọi mà gọi là nhà đúng không cả nhà và cho dù mình có bất cứ cái điều gì mình sở hữu bất cứ cái gì trên cái cái hành tinh này mà nếu như không có những người yêu thương ở bên cạnh để mà chia sẻ với mình thì nó đều trở nên vô nghĩa đúng không cả nhà vậy thì vậy thì khi mà mình giàu thì thì gia đình của mình và những người thân yêu của mình có còn ở đó hay không cũng là một câu hỏi lớn và phát triển bản thân thì mình giống như một cái cây. Nếu như mình không lớn thì có nghĩa là mình đang lụi tàn đi. À xung quanh mình bạn bè của mình, cả thế giới là người ta đang đi tới, chỉ có một mình mình đứng lại thì có nghĩa là mình đang đang đi lùi đúng không cả nhà? Và chu du thế giới để mở rộng thế giới quan nhân sinh quan của mình về cái thế giới này cũng như là tận hưởng à, thế giới này tốt đẹp có nhiều cái điều tốt đẹp như thế nào mà mình chưa được thấy mà theo như cả nhà là càng đi chu vui thế giới thì càng giàu hay là càng bị bớt tiền đi à hình như hoàng anh gặp tất cả những người giàu mà anh đặt câu hỏi ấy, thì 10 người thì hết cả 9 người ở cả nhà là người ta đi du lịch rất là nhiều và càng đi thì về càng giàu bởi vì á cái sự phát triển của các cái quốc gia và các thành phố khác nhau á cả nhà thì ví dụ như là ví dụ như Việt Nam của mình đi phát triển chậm hơn phát triển chậm hơn Thái Lan là 40 năm vậy có nghĩa là gì là cái những cái nhu cầu và những cái sản phẩm dịch vụ và những cái vấn đề mà giải quyết trong xã hội á của Việt Nam á, đi chậm hơn Thái Lan là 40 năm vậy khi người ta đi qua Thái Lan người ta du lịch á, thì người ta sẽ huân tập là à thì ra là có cái giải pháp này nè giải pháp này nè giải pháp này nè các họ mới quay về họ lấy cái ý tưởng đó để họ cung cấp sản phẩm dịch vụ cho người Việt Nam và một cái sản phẩm dịch vụ mà đáp ứng được nhu cầu của con người thì có thu được tài chính không à? thì càng đi chơi thì càng về thì càng giàu càng có nhiều ý tưởng để làm giàu và và nhà mình thử bắt đầu để ý tại vì hoàng anh có thói quen này là hoàng anh từ khi mà được học công đức cội nguồn cuộc sống và tam giác hiện thực là khi tiếp xúc với bất cứ một 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 cái người nào mà họ có một cái hiện thực nào đó thì hoàng anh đều lắng nghe và hoàng anh gọi tên lại gọi là nhận hiện thực các cả nhà và thấy rằng đã gần như tất cả những người giàu những người thành đạt người ta đi chu du thế giới rất là nhiều có ai có cái 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 nhìn đó giống hoàng anh không ạ à? ai cũng có thấy là à xưa giờ mình thấy là là người giàu nhiều lắm mà mình không để ý cái bây giờ hoàng anh nói mình mới phát hiện ra nó là như vậy không ạ à? dạ người giàu họ đi chu du thế giới rất là nhiều thì khi nào á mà mình quản trị cuộc sống của mình đó cả nhà khi nào mà mình quản trị cuộc sống của mình đạt được ở cái mức cơ bản này nè lục lọt đầy thuận á là lúc đó là lúc cuộc sống của mình mới bắt đầu lúc đó mình mới rảnh để đi giúp đỡ nhiều người khác tạo giá trị cho xã hội à, tư duy theo cái hướng mở hơn mà mà nhà mình thử quan sát ha ở ngoài xã hội tất cả những ai đó và những cái gia đình nào họ sở hữu được cái điều này thì có thấy là về cơ bản là có vẻ như là họ đã chạm tới hạnh phúc đúng không cả nhà có phải là họ đã chạm tới hạnh phúc đúng không ạ à? Thì, thì tại sao hoàng anh vẽ ra cái nhà cái này mình sẽ dành 5 năm mình sẽ dành 5 năm học tập gọi tên và làm rõ xem cho mình muốn gì và làm sao để đạt được mình muốn và suốt 40 năm còn lại á mình sẽ làm việc mà giống như hưởng thụ vậy đó vậy thì quay lại á là hoàng anh xin phép chia sẻ với cả nhà cái bối cảnh của hoàng anh trước khi mà hoàng anh được à, có cái nghi vấn mà muốn thay đổi cuộc muốn làm chủ cuộc đời của mình á là cũng cách đây 5 năm thời điểm đó là sức khỏe anh đang bắt đầu đi xuống cả nhà mặc dù là một người có ý thức về sức khỏe rất là tốt tuy nhiên là những khái niệm nguồn có lợi về sức khỏe của anh chưa có đủ dẫn đến là nó vẫn có một số cái vấn nạn nhỏ về sức khỏe mà mình không có quản trị được à, nhìn á, nhìn nhìn về hình tướng bên ngoài thì có vẻ là không có nghiêm trọng nhưng sâu thẳm ở bên trong á thì hoàng anh biết rất rõ là sau này được học rồi hoàng anh mới biết là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của mình như thế nào hoàng anh là người không thích ăn thịt cá nhiều nên cái thói quen anh của hoàng anh là ăn rau củ quả nhiều thì vô tình chung do không có kiến thức về dinh dưỡng nên là tất cả các kết quả xét nghiệm máu của Hoàng anh mà lúc đi làm ở công ty á bác sĩ luôn luôn ghi vào đó một cái câu đó là thiếu máu nhẹ thiếu máu nhẹ thì dẫn đến á, là máu là hệ miễn dịch hoàng anh thường xuyên bị viêm mũi viêm họng và phụ khoa theo như cả cả nhà là một người phụ nữ mà thường xuyên bị phụ khoa thì có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không ạ à? một năm bị khoảng 8 đến 10 lần một lần bị nửa tháng bị suốt 2 năm như vậy không biết là tại sao đi khám bác sĩ hỏi bác sĩ giỏi nhất thành phố Hồ Chí Minh để đi khám và sau đó là 2 năm nó tự hết mà cũng không biết tại sao nó hết nghĩ là phúc chủ lập thời nên mình gặp bác sĩ giỏi sau này khi có kiến thức về dinh dưỡng anh mới biết là à thì ra là mình sanh con do mình thiếu máu rồi sau đó mình phục hồi dần phục hồi dần cho tới đúng cái thời điểm mà mình đi gặp cái bác sĩ đó là máu mình nó đủ nên nó không bệnh nữa chứ không phải là bác sĩ đã chữa cho mình hết bệnh đó chỉ là một cái ví dụ nhỏ xíu về khái niệm nguồn có lợi về về sức khỏe thôi thì thì do cái lối sống nó đã tương đối lành mạnh rồi thằng anh chỉ bị thiếu một chút khái niệm nguồn có lợi về dinh dưỡng về thân nhiệt và về vận động nên khi mà anh được học xong á, và anh ứng dụng thì chỉ trong vòng từ 3 đến 6 tháng á, là toàn bộ tất cả mọi vấn nạn về sức khỏe của anh là biến mất hết. Và sau 3 năm á, là anh cảm thấy là Hoàng Anh còn khỏe hơn so với chính Hoàng Anh ở cái tuổi 20 ấy cả nhà. Cảm thấy là mình mình năng lượng hơn, mình nhiều sức sống hơn, mình làm việc nhiều hơn, mình thức khuya mà ngày hôm sau mình vẫn có thể làm việc được bình thường chứ mình không có bị bị bị, bị ngây ngây người á. Thì đó là mới chị. Và sau đó là Hoàng Anh chăm sóc các con của Hoàng Anh á là Hoàng Anh có trước đây cũng nuôi con thì con trai lớn của Hoàng Anh là con có bị một một đến 2 năm là gần như đi bác sĩ liên tục. Hàng cho con uống kháng sinh liên tục. Nhưng mà sau khi anh có kiến thức sức khỏe là cái bạn út nhà Hoàng anh á là tất cả mọi vấn nạn của con đó là gần như Hoàng anh không cần phải nói chung mà ví dụ ha, con đang ngủ Hoàng anh thấy con sốt. Rất là đơn giản nó cho con uống một gói lợi khuẩn xong anh ngủ tiếp. Cái à, sáng ngủ dậy con khỏe này. Tại vì à, bác sĩ tốt nhất của chính mình đó là hệ miễn dịch và 80% hệ miễn dịch là nằm ở hệ tiêu hóa mà hệ tiêu hóa sẽ khỏe mạnh khi mà hệ thống lợi khuẩn khỏe mạnh thì con đang sốt có nghĩa là hệ thống vi khuẩn virus nó đang tấn công thì anh đưa lợi khuẩn vô là xong và và tất cả bạn bè người thân và và, và cha mẹ người nhà anh đều đều khỏe mạnh hết cả nhà em em dâu của anh là có 12 năm chưa có sanh em bé mà sau khi chăm sóc sức khỏe là bây giờ còn một tháng nữa là là em sẽ sanh em bé sau 12 năm lập gia đình thì đó là cái giá trị mà anh nhận được khi mà anh dành thời gian ra học những khái niệm nguồn có lợi về sức khỏe theo như cả nhà xứng đáng không ạ à? theo như cả nhà xứng đáng không dạ có một cái tâm thái rất là tự tin tự chủ về, về 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 sức khỏe. Và và không bao giờ để cho ai nói là mình phải làm cái gì, phải làm cái gì, mình luôn luôn biết rất rõ là mình cần phải làm cái gì cho mình khỏe và khi có vấn nạn thì mình cần làm cái gì để cho mình phục hồi rất là nhanh. Chỉ trong vòng 24 giờ thôi. Thứ hai là về tự do thời gian á thì ở đây có ai là đang có con nhỏ không ạ? Ở đây có ai là đang có con nhỏ không? Có phải là với tâm thái của một người mẹ cả nhà Lúc mà mình mình sanh con xong á mình sanh con xong cái cái 4 đến 6 tháng mình đi làm có cả có phải là mình cảm thấy là ước gì mình có thể được ở bên cạnh và chăm con nhiều hơn không ạ? À? Thì cái thời điểm mà anh sanh cái cậu út ra thì tự nhiên là quay lại đi làm mà anh không muốn đi làm. Hàng anh không muốn đi làm mặc dù là công việc rất là tốt và và mức lương rất là tốt tự nhiên anh cảm thấy là ước gì mình mình có thể làm một cái việc gì đó mà công việc của mình vẫn tạo ra giá trị mình vẫn có thu nhập à, và và mình vẫn có thể ở bên cạnh con của mình nhiều nhất có thể sorry à, cả nhà là nhà mình hỏi ông anh về sức khỏe thật ra tất cả những cái này là ở bên lớp sức khỏe cũng như là à, Tất cả mọi anh em ở trong cộng đồng quýt đó cả nhà, ai cũng biết hết trơn á. Nên là anh xin phép không trả lời ở đây được không ạ? À? Ý ở đây thằng anh chỉ đang muốn minh họa với cả nhà là cái năm năm mình dành ra học tập á để mà suốt 40 năm còn lại mình sống một cái cuộc đời giống như hưởng tụ nó 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 là như thế nào á cả nhà. Nhà mình đồng ý giúp thằng anh nhé. Còn nếu ai kẹt quá thì sang ngày ngày mai hỏi cũng được. <laughs> nhưng mà sức khỏe đi kiếm thầy vũ đi dạ biết ơn biết ơn cả nhà thì quay lại là là thời điểm đó hoàng anh vẫn đang làm một cái công việc hành chính làm công ăn lương à, có làm thì có lương không làm là không không có lương còn hồi đó hoàng anh không làm có lương là bởi vì may mắn thời điểm đó là công ty gia đình nên anh chị yêu thương hoàng anh nên trả lương cho hoàng anh thôi nhưng mà cái sự tự trọng của mình nó chỉ là ngắn hạn thôi đúng không cả nhà mình đâu có làm như vậy hoài được rút dạ, rắn 5 năm cũng được Nhưng bây giờ Hoàng Anh cứ đưa 5 năm Còn nếu 5 năm đó là một con số bình quân cho số đông Còn sẽ có người là chỉ cần mất 1 đến 2 năm Còn có người thì mất 6 năm Nhưng mà thật ra thì cuối cùng mình đều đạt được mục tiêu ấy. Thì Hoàng Anh mới đi tìm mọi cách là Đó là cái nghi vấn đó của Hoàng Anh Thì đến khi mà, mà Hoàng Anh được học thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui hắn dùng cái công thức gọi là cội nguồn cuộc sống để mà anh chinh phục về tài chính của mình đó. và hắn bắt đầu bước đi hoàng anh bắt đầu bước đi thì cái kết quả hoàng anh nhận được ở cái ngưỡng ban đầu á cả nhà là hoàng anh đã được tự do thời gian này mặc dù có thể là một ngày của hoàng anh á, là nó sẽ bắt đầu từ 4 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm là những cái công việc trên lịch nhưng mà anh làm việc trong tâm thái rất là vui vẻ hưởng thụ và tự do theo như cả nhà là bây giờ có lớp tài chính mà anh báo với tổ chức là xin phép tổ chức là anh có một tháng giải quyết việc gia đình và anh sẽ không tham gia bất cứ vào hoạt động nào của tổ chức đào tạo quýt theo như cả nhà là anh có được dàn xếp không ạ à? có được sắp xếp không ạ à? và có người thay thế ông anh ngay lập tức không ạ à? được không ạ à? hằng anh xin phép tổ chức là hằng anh cần tự do thời gian cho việc riêng là một tháng và sau đó anh quay lại là tổ chức có cho phép hằng anh quýt có cho hằng anh quay lại không ạ à? dạ được thì về cơ bản đó là một ví dụ vậy có nghĩa là gì nếu như đó là việc thật sự là quan trọng quan trọng hơn cái việc mà những cái việc hằng anh đang làm ở quýt và nó mang tính thời điểm tại vì có những cái thời điểm trong cuộc đời của mình mình cần có một lần nè thì làm anh sắp xếp được nên á, ở đây tại sao anh chia sẻ với nhà mình điều này đó là mình phải mong muốn mình phải biết mình muốn gì và mình phải mong muốn thứ hai là tự do tài chính thì hiện nay á, làm anh cũng như cả nhà thôi là đang chinh phục cái mục tiêu về tự do tài chính của mình tuy nhiên về cơ bản đã có một số cái cây á, cái nguồn tiền mà anh gieo trồng những cái cây thu nhập thụ động cho hàng anh á nó đã bắt đầu cho Hằng anh trái ở mức độ tương đối rồi chưa chưa đạt mục tiêu cá nhân tuy nhiên là tương đối rồi ví dụ như hiện nay hoàng anh có đang uh, ủy thác cho Wistor phân phối cuốn sách yêu mình đủ bạn có cả thế giới cả nhà thì trung bình mỗi tháng bán được là 500 đến một ngàn cuốn ở thời điểm hiện tại thì theo như cả nhà là anh có một chút thu nhập để chăm lo cho cuộc sống của hoàng anh không ạ à? Và thu nhập đó có phải là thu nhập thụ động không ạ? À? Dạ. Thì thì về mặt cơ bản á, là 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 chưa tự do tài chính một cách hoàn chỉnh, nhưng vì à Hà Nguyễn hỏi ông anh là từ 4 giờ sáng đến 11 giờ giờ, giờ đêm á. Ở đây ông Anh nói là làm việc chứ không nói là việc gì cả nhà chạy bộ có phải là à, chạy bộ nè à, làm việc nhà nè chơi với con nè hay làm gì đó không biết nhưng mà trong suốt cái khung thời gian đó là mình sẽ chọn lựa để mình làm những cái gì mà mà mình cảm thấy là nó quan trọng và cần thiết với lại à, hoàng anh thì may mắn hoàng anh có trợ lý cuộc sống cả nhà bạn cũng gánh vác cho hoàng anh rất là nhiều việc cơm nước việc nhà đưa đón con đi học là 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 hoàng anh có trợ lý cuộc sống còn cần thiết nữa thì có người thân giúp đỡ. Gia đình hạnh phúc á, thì chỗ này tự nhiên không biết nói làm sao ta. Bản thân của cá nhân Hoàng Anh thì mình đã được học nội tâm đúng không cả nhà hạnh phúc đến từ bên trong hay bên bên ngoài hạnh phúc đến từ bên trong hay bên ngoài à? thì cả hai cả hai tuy nhiên là mỗi khi mà có bất cứ cái bất như ý gì xảy ra thì cái ưu tiên số 1 của hoàng anh là quay về đối diện với chính mình kết nối với chính mình thấu hiểu nội tâm của chính mình và 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 tìm xem câu chuyện gì nó đang là như thế nào và cải thiện cái thế giới bên trong của mình là ưu tiên số 1 của Hoàng Anh. Tại vì à, thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài. Rồi à, Hoàng Anh thì cũng đang đang học làm mẹ thôi, nhưng mà về cơ bản là thầy có chia sẻ công thức là người mẹ thành công là người mẹ mà mà con thích ở gần. Thì Hoàng Anh đã có đích đến là như vậy thì Hoàng Anh có ba người con thì cũng rất là may mắn khi mà con thích ở gần mẹ. À, con thích ở ngành mẹ thì nói về về gia đình hạnh phúc á thì à, cơ bản là như vậy hoàng anh thì có cô trợ lý thì phụ nữ ở với nhau thì cả nhà biết rồi tuy nhiên là khi hoàng anh với cô cô trợ lý cuộc sống hoàng anh ở thì hai chị em từ khi gắn bó với nhau là gần 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 hai năm rồi nhưng mà cảm thấy là nó rất là bình an nó không bao giờ cảm thấy có bất cứ một cái gì cần phải giải quyết với nhau hết à, hai chị em tương trợ cho nhau rất là tốt thì cơ bản như vậy là cũng chậm chậm một chút được vào hạnh phúc cả nhà <laughs> à, phát triển bản thân ở đây các anh chị nào đang học mentor Week đâu hả à? các anh chị nào đang theo một cái lộ trình học tập nào không ạ à? dạ thì nói về phát triển bản thân thì chắc là hiểu được tầm quan trọng của anh học ở cả nhà À, con là anh mỗi lần mà thấy à, đi dự tổng kết mentor đó, là con hay hỏi là mấy mấy bạn nhỏ hỏi là mẹ 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 học mentor mấy vậy mẹ thì ông anh trả lời là mẹ là mentor không bao giờ tốt nghiệp có nghĩa là à, mentor một mentor hai không biết thầy dạy bao nhiêu mentor bao nhiêu master mentor và bao nhiêu lớp thì trừ khi là những việc quan trọng thì còn lại thời gian còn lại là ưu tiên có mặt ở trong lớp học là phát triển bản thân À, chu du thế giới thì à, cái đợt covid thì nó bị khựng lại xong là lại lại tiếp tục mà sẽ có kế hoạch thì thì quay lại á quay lại á chia sẻ với cả nhà mình á hoàng anh đã dành 5 năm học tập gọi tên và làm rõ điều mình muốn và làm sao để đạt được điều mình muốn đạt được điều mình muốn thì thì về cơ bản nha về cơ bản theo như cả nhà là hiện nay ấy, cái công việc của Hoàng Anh ấy, làm với chơi cái nào vui hơn à? bây giờ nè bây giờ có phải Hoàng Anh đang làm không cả nhà bây giờ Hoàng Anh đang chia sẻ lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo anh vui đối với cả nhà là anh ngồi đây chia sẻ thấu hiểu tài chính kiến tạo anh vui với chơi cái nào cái nào vui hơn à? à? thật ra thì mỗi một việc nó sẽ vui một kiểu khác nhau hắn sẽ không Hoàng sẽ không nói là cái nào vui hơn nhưng mà thật sự lúc mà anh được chia sẻ với cả nhà anh cảm thấy nó rất là ý nghĩa luôn khi mà Tiến minh chụp hình cho hoàng anh để mà để mà hoàng anh chuẩn bị cho cuốn sách đó hoàng anh in vào trong bìa sách đó cả nhà thì hoàng anh mới nói với Tiến minh về nè em chờ chị một chút đi Tiến minh cái lịch của chị á là cuối tháng 3 là xong lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo anh vui thì vừa xong lớp tài chính thì chị sẽ đi chụp bởi vì lúc đó chị cảm thấy là chị sẽ đẹp nhất Tại vì cứ sau mỗi một lớp học thì anh cảm thấy là hình như á, à, có một cái nguồn năng lượng đặc biệt nào đó mà nó làm cho cái năng lượng của anh nó trở nên vui vẻ hơn. À, không không diễn tả được. Nhưng mà thường mà hẹn đi chụp hình studio thì anh sẽ chọn là sau lớp học là anh sẽ đi chụp hình. Ví dụ như lớp tài chính này là ngày 12 là kết thúc đúng không cả nhà. Thì nếu như mà rảnh mà muốn chụp hình á, thì anh sẽ chụp vào ngày 13, 14, 15 gì đó thì thì có thấy là rồi nếu như anh có cơ hội nè được tham gia và học cùng các anh chị mentor master mentor nè tham dự những lớp học offline ở Phan Thiết nè à, cùng với tổ chức đào tạo quýt đi dự tổng kết à, mentor quýt ở Phú Quốc nè rồi cùng với các anh em á, là đi khảo sát đi du lịch đi học tập cùng nhau nè thì theo như cả nhà là cái cuộc sống như làm việc như vậy có giống hưởng thụ không À, đợt mà đi khảo sát uh, cho đại hội Mentor 2 cả nhà thì Hoàng Anh cùng với năm 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 tức là năm chị em đi đi khảo sát ở ngoài Phú Quốc thì uh, hôm đó là đi là làm Anh đang ốm nhưng mà vẫn đi à, vẫn đi còn xu dần là ngủ mà hẹn đồng hồ nó không có ren xong cái uh, thay vì 5 giờ sáng lên máy bay thì vật vã tới 5 giờ chiều mới có mặt ở ở ở ngoài phú quốc để mà năm chị em chị em đi khảo sát nhưng mà nói với nhau là như vậy nè thật ra cũng không cần biết là đi đâu mà cũng không cần biết là làm gì cứ đi với nhau nhìn thấy nhau là nó đã rất là vui rồi và hiện nay mỗi lần mà có cuộc họp mà chịu tập họp nè hay là thảo luận hay là có ai đó cần hỗ trợ hú lên một cái là nhảy vào dung hay là đi đâu đó gặp nhau á là mọi người đều đến với nhau với một cái tâm thái rất là vui vẻ luôn vậy thì vậy thì ở đây anh chỉ chưa nói là là cái hiện thực vật chất nó như thế nào nhưng mà có phải là sau gần 5 năm sau gần 5 năm áp dụng cái công thức này thì hoàng anh rất là đơn giản để cho những năm tháng còn lại của cuộc đời á là làm việc mà như hưởng thụ không ạ? À? làm việc mà như hưởng thụ cuộc sống không ạ? À? có ai cảm thấy là cũng đặt ý là ờ thôi mình áp dụng cái công thức này cho nó khỏe tại vì cuộc đời của mình nó quý lắm chứ không lẽ mình dành cả cuộc đời này chỉ để kiếm tiền biết ơn cả nhà hoàng anh không phải chỉ có mình hoàng anh làm được điều này đâu cả nhà trên cái hành trình mà hoàng anh ra sức mà mà huân tập mà gọi tên mà làm rõ và 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 để chinh phục những cái mục tiêu mà mong muốn của mình thì xung quanh của hoàng anh rất là nhiều bạn bè cũng đều như vậy chứ không phải có mình hoàng anh thôi hoàng anh thấy Lê Duy Tân Ray Hen là có câu hỏi gì ở đây hả Tân? Hay là bị... À, chắc là bạn nhầm. Cái công thức này quý không cả nhà? Cái công thức này có phải là một cái công thức xứng đáng để mình chuyển giao cho con cháu mình không cả nhà? 20 năm 40 hay là 20 40 năm? Về hình tướng có vẻ là giống nhau nhưng mà về cái 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 hàm bí ở bên trong nó khác nhau dữ dội không cả nhà? đây là một cái công thức mà hoàng anh cũng sẽ sẽ chuyển cho các con của hoàng anh và cho những ai đó cần à, có rất là nhiều chị á, là đang có những cái việc kinh doanh mà kiếm ra tiền tỷ mỗi tháng luôn đó. cả nhà, nhà và chị tâm sự nhỏ với hoàng anh chị cũng ở trong mentor và master bạn của chị toàn là tỷ phú không à không ai biết á chị chỉ nói nhỏ cho mình hoàng anh biết thôi và chị gỡ bỏ hết sĩ thân nên chị mới lê la nằm ngồi đi học như vậy á nhưng mà chị nói nhỏ với hoàng anh này là không phải là công việc của chị không tốt nên chị đi học đâu mà chị lùi một bước để chị tiến 30 bước và chị đã xây dựng một cái giấc mơ lớn hơn rất là nhiều so với những cái gì mà chị đang có thì đó là một một người chị mà mà khi đi học á, là hai chị em ngồi với nhau là chị nói nhỏ nhỏ tâm sự với hoàng anh như vậy á chị chị lùi một bước để chị tiến 30 bước. Tạm thời á là chị gác lại để cho ăn ở nhà duy trì cái công việc của chị. Tại vì hai vợ chồng làm chung. Nhưng mà chị lùi một bước để chị tiến 30 bước. Mà nói như vậy không có nghĩa là mình phải dừng lại, mình gác việc à, không làm gì hết để đi học đâu cả nhà. Tại vì à, lúc đi làm chính là đang đi học mà đi học chính là đang đi làm. Chỉ là mình ưu tiên và mình dành thời gian hơn thôi. Mình ưu tiên và mình dành thời gian hơn thôi. Còn những anh chị nào mà có có điều kiện và đủ đủ bối cảnh á thì chậm một chút thì càng tốt chứ không sao bản thân hoàng anh thì thì cũng có dừng dừng một thời gian à, sau khi sắp xếp cái cái tài chính rất là ổn định để để sống trong một khoảng thời gian thì hoàng anh cũng có tạm dừng một thời gian là có nhưng mà có sự sắp xếp rất là kỹ chị chị hỏi là với người 52 tuổi thì áp dụng công thức 2 nó là như thế nào À, nhà mình có bao giờ nghe cái câu là trẻ thì tốt hơn là không bao giờ không à? Trẻ thì thì tốt hơn là không bao giờ không à. Giả dạ bộ như mình sống 100 tuổi. Vậy thì mình còn bao nhiêu năm nữa trên cuộc đời này à? Nếu như mình sống 100 tuổi thì mình còn tới 48 năm nữa. Mà nếu như mình là 80 tuổi á thì mình còn tới 28 năm nữa. Và 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 những cái tư duy và những cái nhận thức đúng đắn về tài chính những khái niệm nguồn có lợi về tài chính có xứng đáng để mà mình chuyển giao cho con cháu của mình không cả nhà hoặc là hoặc là mình không làm nhưng mà bằng cái trải nghiệm cuộc đời của mình á mình 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 gọi tên làm rõ hết được rồi thì mình mới quảng bá và mình giúp đỡ cho con cháu của mình có cái nền tảng tư duy nhận thức đúng đắn những khái niệm nguồn có lợi về tài chính sớm hơn so với mình được không ạ? À? rồi nếu như mình đã đã được học cấu trúc con người rồi á thì theo như cả nhà là những cái gì mình đã được học nó sẽ được kết ở trong tổng nghiệp thức thì không học sớm trẻ không học thì già cũng phải học mà đời này không học thì đời sau cũng phải học nên lúc nào biết lúc nào thì học lúc đó đồng ý không cả nhà? Hôm bữa à, bạn Thiên á, cả nhà, bạn Thiên sẽ là là MC lớp tài chính của mình sẽ đồng hành với, với 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 mình. thì Thiên có nói về nè, Thiên có chia sẻ trong cái lúc mà Thiên chia sẻ về bảy vĩ phước báu, bảy bố thí lớn nhất của đời người á, là Thiên đi theo những cái người chị ở trong cộng đồng mà đã rất là đủ đầy và giàu có thì tiên mới hỏi mấy chị là sao em thấy mấy chị giàu lắm rồi cuộc sống của mấy chị đã là cảnh giới cuộc sống ước mơ của biết bao nhiêu người rồi mà sao thấy mấy chị vẫn cứ học hoài học hoài học hoài vậy đâu cần học nữa đâu thì mấy chị mới trả lời cho tiên là bây giờ không học thì già cũng phải học mà đời này không học thì đời sau cũng phải học thì thôi bây giờ có cơ hội thì học ngay và luôn nên là bao nhiêu tuổi có ý nghĩa gì không cả nhà? chưa kể là à, có anh, à, có ai đã còn nhắc là chúng ta là mãi mãi tuổi 20 nè cả nhà. và mình sẽ để lại cái gì cho con cháu của mình? Dạ nhà mình có còn có câu hỏi gì ở phần này nữa không ạ? À? thì à, mình à, cái cái chỗ nào mà mình cảm thấy mình còn lăng tăng ở nhà mình làm cho nó rõ luôn rõ luôn xong mình nghĩ luôn mình không lăng tăng nữa à, nhà mình viết xuống giúp hoàng anh cái câu này nè câu này khi mà được học hoàng anh thấy nó đã lắm cả nhà thà một lần làm rõ còn hơn suốt đời lăng tăng thà một lần làm rõ còn hơn là suốt đời lăng tăng vậy thì có ai có câu hỏi gì nữa không à nhà? Thà một lần làm rõ còn hơn suốt đời lăn tăn. Hằng là vẫn 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 vẫn, à, vẫn à, là em muốn hỏi đúng không? Dạ. 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 Thì em thắc mắc là tại sao mình lại nên có cuộc sống lục lộc đại thọ như con? ví dụ như là có những người đây họ cảm thấy hạnh phúc bình yên khi mà họ ở một cái vùng quê xong rồi họ trồng rau nuôi cá rồi họ không có đi du du thế giới họ không có phát triển bản thân gì hết rồi gia đình họ thì vẫn hạnh phúc thì ý là họ cũng cảm thấy hạnh phúc mà thì tại sao mình lại nên có chu du, du thế giới phát triển bản thân dạ yeah, kiểu vậy, vậy. cái này để chị suy nghĩ các trả lời cho em như thế nào cho nó nó ngon nhất hơn à, chị sẽ trả lời thêm cái à... ở đây nhà mình có ai đặt cái câu hỏi là mình là ai mình từ đâu đến mà chết đi mình sẽ đi về đâu mà có ai có câu hỏi đó không à có ai có cái nghi vấn đó không à ai có nghi vấn là mình là ai mình từ đâu đến mà chết đi thì mình mình sẽ đi đi về đâu mà? Dạ. Yeah. Thì tại sao mình phải có cuộc sống lục à, lục lộc đại thận? Thứ nhất là nếu mà đặt cái câu hỏi là mình là ai mình từ đâu đến khi chết đi mình sẽ đi về đâu á? thì Hoàng Anh quay lại cái kiến thức ở bên lớp nội tâm bên cấu trúc con người một 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 chút ha cả nhà là đây là một cái chi thức Hoàng Anh đã biết từ rất là lâu từ cái lần đầu tiên khi mà học lớp nội tâm nhưng không hiểu vì sao Hoàng Anh không để ý đến nó cho đến khi mà gọi là bảo dung á tất cả những anh em trong master mentor ngày đêm chia sẻ về bảy bố thí á thì tình cờ một cái câu hỏi ở trong trong zoom á là tự nhiên chị giật mình là khi đến trái đất này mà mà được đầu được, được 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 chọn cha mẹ được đầu thai đang nói theo cấu trúc con người nha cả nhà mình cái gì là của mình thì có phải là mình sẽ đến với cái khối tổng nghiệp tổng à tổng nghiệp nè, thức, duyên, quả. Bây giờ, bây giờ, hằng chị chậm một chút với chị nha. Nếu như em đã chấp nhận cái hệ quy chiếu tôn giáo cấu trúc con người á, thì theo như em là mỗi người có một cái tổng nghiệp thức khác nhau không? dạ yeah, có tại sao có những người rất rất ham học rất thích học có những người á đưa cho họ một trang giấy họ cũng không đọc đừng hòng nào mà nhét họ vào trong cái lớp học yeah. họ không thích học đối với họ chỉ cần là như vậy thôi nhưng mà em thử 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 quan sát hết tất cả những cái người mà 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 có một cái cuộc đời đáng sống ở trên thế giới này á có phải là họ có một cái khối nghiệp thức rất là ngon không dạ yeah. rồi giờ tổng nghiệp duyên em có tin tổng nghiệp duyên là tất cả những người mình gặp là những người mà mình đã từng gặp nhau không cái câu mà gọi là gì à gặp nhau đâu phải tình cờ muôn ngàn kiếp trước tay chờ gặp nhau em có nghe câu đó không dạ yeah. <laughs> à, tại sao rất là nhiều người à, tại sao hôm nay chị với em lại gặp nhau ở trong cái dung ở trong cái bối cảnh này tại sao mình gặp người này mà không gặp người kia tại sao có những người mình mới gặp là mình rất là yêu quý liền có những người mình rất là không ưa và có những cái nhân duyên nó rất là sâu dày tại sao người đó là ba mẹ mình là anh em của mình mà không phải là người khác tại sao những đứa trẻ đó là con của mình yeah. và tổng nghiệp quả tổng nghiệp quả trong tổng nghiệp của mình Nếu như mình đã từng là tỷ phú Với trong tổng nghiệp của mình Mình chưa bao giờ giàu Thì theo như em Cái người nào có tổng nghiệp quả là tỷ phú Thì cái khả năng để mà họ Họ lấy cái tổng nghiệp đó Họ ra họ xài là cái vốn của họ Là ngon hơn mình không Dạ yeah, đúng rồi Rồi Nó có cái khối à, năng lượng Nó có cái khối năng lượng là là công đức em có thắc mắc á em có bao giờ em nghi vấn á Ủa sao kỳ quá ta cái nhà đó là hai chị em ruột cùng cha cùng mẹ cùng đi học một trường cùng được hưởng một nền giáo dục mà sao có một đứa là cứ nói cái gì á là nó chỉ nhận thông điệp tốt thôi còn một cái đứa nó cứ bẻ ngược lại nó nhận theo hướng tiêu cực không à có bao giờ em đặt nghi vấn đâu dạ yeah, cũng gần gần như vậy cũng có em, em khi biết à, em có biết có những người họ đi ra đường không biết sao mà họ chỉ nhìn thấy tiêu cực thôi và có những yeah. người họ chỉ thấy tích cực thôi dạ yeah. cùng một cái hành động á là cái người bán hàng họ nỗ lực à, giải thích cho mình về cái, cái lợi ích của sản phẩm á một người á thì nói là trời ơi cái chị này chị tốt bụng quá à. chị rất là nhiệt tình luôn chia sẻ giúp đỡ mình xong có một người nói trời ơi chắc là lừa đảo hay là 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 ý đồ gì nên là mới nhiệt tình dữ vậy đó chứ mắc mớ gì người ta đã đang mà, mà mà nhiệt tình em có thấy là cùng một hình tướng nhưng sẽ có hai cái suy nghĩ khác nhau không yeah. thì cái công đức ấy, cái công đức và phước đức của mỗi người nó sẽ quyết định cái người đó họ sẽ huân tập cái gì vào mạnh hơn yeah. thì công đức và phước đức ác đất nữa, cái này điện từ dương, cái này điện từ âm, điện từ dương á là sẽ thu hút những điều tốt đẹp, điện từ âm là là thu hút những điều à, nghịch chiều mong muốn. thì thì theo như cái hệ cấu trúc này thì có phải là là khi mình, mình 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 sinh ra mình đến cái trái đất này á thì mình chỉ có mang theo hai cái khối thông tin và khối năng lượng là tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên, tổng nghiệp quả, khối năng lượng là công đức, phước đức và ác đức là đó là cái vốn quý nhất của mình đúng không? Dạ. Yeah. Rồi vậy thì bây giờ bây giờ lấy cái công thức công thức lục lục lộc đại thuận ra nè. Có phải là khi em phát triển khi mà em phát triển bản thân có phải là em đang đầu tư cho khối tổng nghiệp thức của em không? Dạ. Yeah. Khi mà em xây dựng mối quan hệ gia đình tốt, có phải là em đang đầu tư cho khối nghiệp duyên của em không? Yeah. rồi em tự do tài chính rồi em sắp xếp này kia có phải là khối nghiệp quả của em không yeah. nghiệp quả của em nó không chỉ là tiền nhé nó còn liên quan đến là hiện thực sức khỏe rồi hôn nhân nhưng mà rồi và làm sao á là cuộc đời của con người á cuộc đời của con người là do tổng nghiệp quy định yeah. khi chưa có tư duy á là cuộc đời của con người á là do tổng nghiệp quy định nhưng khi có tư duy á là cuộc đời của con người cũng do tổng nghiệp quy định nhưng mình được chọn tổng nghiệp tốt để mình dùng. Trong 100 kiếp á em có thể là em đã có 100 ông chồng rồi. Trong đó sẽ có ba chục ông là tốt, chục ông là không tốt. Thì khi á mà cái cái tần số rung động năng lượng của em là hướng là, là là tốt á, thì tự nhiên em sẽ gặp cái nhân duyên tốt Yeah. hay cho cái nhân duyên là không tốt đúng không vậy thì á rồi ở đây là đang nói về về tại sao phải phát triển bản thân nè tại sao phải học nè còn cái chỗ này á là em nói là người ta trồng rau rồi nuôi cá rồi ở quê người ta cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời của người ta đó yeah. là sự lựa chọn ha nhưng mà á có phải là để mà mình có công đức và phước đức á thì mình cần phải tạo ra giá trị chị dùng từ là tạo ra giá trị ha mình cần phải tạo ra giá trị em tạo ra giá trị có nghĩa là mình đang tích lũy công đức và phước đức yeah. cho nè bản thân gia đình tổ chức và xã hội được chưa yeah. khi mình tạo ra giá trị cho bản thân gia đình tổ chức xã hội em nghĩ có một cái người mà chỉ tạo ra giá trị cho bản thân với cái người mà tạo ra giá trị cho xã hội thì người nào tích lũy phước đức và công đức nhiều hơn người tạo ra giá trị cho cho càng nhiều người thì tích lũy được nhiều công đức phước đức hơn. Dạ yeah, đúng không? Và khi người ta tích lũy được nhiều công đức phước đức á thì cái cơ hội để mà người ta khai thác được tổng nghiệp thức tổng nghiệp duyên tổng nghiệp quả ngon nó cao hơn không? Dạ. Yeah. Và cái vốn của người ta được 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 hun đắp và được đầu tư đời này coi đời khác nó cứ xịn hơn xịn hơn không? Dạ. Yeah. Theo như em là bây giờ em đang ngồi trong dung nè em học thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui rồi bây giờ em học thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui theo như em là tổng nghiệp thức của em xịn không dạ có <laughs> tổng nghiệp duyên của em diện không dạ có và em nghĩ là tổng nghiệp quả của em xịn không chắc là có hiện nay trên thế giới là có hơn 7 tỷ người việt nam là có hơn 100 triệu dân dạ. hơn 100 triệu dân thì khi á, mà chị làm ở Sa Công Băng á, thời điểm chị rời Sa Công Băng là năm 2013 thời điểm đó cán bộ công nhân viên Sa Công Băng là 15.000 người ừ. chị làm ở hội sở và làm ở trung tâm thẻ nên gần như chị chị lại làm đào tạo nội bộ đó chị tương tác với tất cả các vị trí lãnh đạo ở chi nhánh và chị đào tạo tất cả các nhân viên mới vào ngân hàng và nhân viên chi nhánh về nghiệp vụ thẻ nên đó, gần như là Chị may mắn được tiếp xúc với phần gọi là gần như hết cái nhân sự ở Sao Công Bang. Yeah. Xong khi chị về hướng nghiệp Á-Âu á, là hướng nghiệp Á-Âu có một năm á, là khoảng hơn 100.000 học viên, 500 nhân viên và 500 giảng viên. Và cái vị trí của chị á, là chị vừa là làm về nội bộ mà chị vừa đào tạo cho học viên. Nên chị tiếp xúc gần như, với giảng viên nhân viên và học viên 6 năm chị làm ở đó yeah. và khi chị học lớp nội tâm xong dạ yeah, cảm ơn bùi pha nói là bây giờ có 8 tỷ người rồi cảm ơn bùi pha giúp đỡ và anh cập nhật xong khi á, mà chị đi học và lớp nội tâm xong chị bước ra ngoài chị phát triển bản thân để chị được học những cái tư duy về về tài chính mà chị đang chị đóng gói lại và chị sẽ chuyển giao cho 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 cho, cho nhà mình ở đây dựa trên nền tảng nội tâm á, Là Chị nghe cái tổ chức đó nói là Trong suốt à, Hình như là Hình như là hơn 10 năm nay á, Là đã đưa 16.000 người Việt Nam Ra nước ngoài Để học những cái tư duy tài chính này Dạ yeah. Mà 16.000 người đó là chưa chắc Học chuyên sâu em nha Chỉ có 20% học chuyên sâu thôi Là em tính có mấy ngàn người Dạ yeah. Em tính 16.000 người mà em nhân cho 20% là bao nhiêu? Là 3.000, hơn 3.000 người được học cái tư duy tài chính. Mà yeah. họ được học tư duy tài chính chứ họ chưa được học nội tâm. Dạ. Yeah. Rồi, xong tiếp. Hành trình chị đi trong suốt 5 năm nay á, chị không hề gặp lại người quen cũ em em hình dung không chị vô lớp nội tâm thì chị không gặp ai ở sa công băng mà chị cũng không gặp ai ở nghiệp ao hết yeah. xong chị đi ra nước ngoài chị học về tài chính chị không gặp ai đi học nội tâm hết em 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 hiểu cái bối cảnh đó không Dạ yeah. vậy thì có nghĩa là gì theo như em cái số lượng người mà được nhận cái nguồn tri thức chuyển giao từ quýt á là yeah. bao nhiêu phần trăm ở trong xã hội ở việt nam hiện nay nha, hiện nay á là, là theo như chị là những ai hợp với hạt hệ quy chứa của quýt là đa số là người ta sẽ vào mentor đi ha thì chị tính yeah. là hai nghìn chị trừ hao nữa chị trừ trừ hao nữa là khoảng năm nghìn đi năm ngàn người mà chia với một một trăm triệu Được. dân em có biết tỷ lệ nó là bao nhiêu không chấm không không năm phần trăm số lượng người Biết đến cái nguồn tri thức. Tất cả những nguồn tri thức của Quýt. Và trong đó chị đang nói tài chính thôi ha. Dạ. Yeah. Vậy theo em là tổng nghiệp thức. Và tổng nghiệp duyên. Tổng nghiệp quả của em. Về tài chính. Xịn không? Dạ. Yeah. Xịn vãi. <laughs> và, và, và. Và. Và ví dụ như có. Có năm ngàn người học tài chính theo như em. Có bao nhiêu ngàn người tin. Và ứng dụng những cái gì đã học. Dạ. Yeah cũng là do là tổng nghiệp thức cộng tổng nghiệp viên tổng nghiệp quả của họ có đủ để mà họ đạt được họ học mà chắc gì họ đã tin đúng không đã ứng dụng yeah. đúng không yeah. thì á là chị mới bắt đầu gặp lại người quen cũ theo số lượng đếm trên bàn tay thôi gần đây quýt yeah. yeah. gần đây là là khoảng khoảng mentor 2, mentor 3 á là chị gặp có một vài người à nhưng mà cũng có người học xong rồi họ cũng đi đâu mất rồi tức là chị hiểu là vì lý do nào đó người ta chưa đón nhận được cái tri thức này yeah. không biết nhưng mà em đang hỏi cái câu là tại sao phải chết phát triển bản thân yeah. à, tại sao phải uh, chu du thế giới vậy thì khi mà mình chết đi mình mất cái thân này thì mình sẽ đi về đâu thì có phải là chỉ có duy nhất khối tổng nghiệp Thức tổng nghiệp duyên, tổng nghiệp quả và khối năng lượng Là của mình để mình ôm đi tiếp không Và không có cái gì là của mình hết Vợ chồng không phải là của mình Con không phải là của mình Tài sản không phải là của mình Sức khỏe không phải là của mình Cái thân này cũng không phải là của mình Chỉ có khối tổng nghiệp và khối năng lượng này là của mình thôi Wow Vậy <laughs> thì có xứng đáng để đầu tư không Dạ yeah. Xứng có đáng gì? Chị đang chia sẻ về tài chính ha nhưng mà đối với chị là trong tất cả các cái phi vụ đầu tư và các cái lựa chọn đầu tư thì đầu tư vào tổng nghiệp là đầu tư ngon nhất. Dạ. Yeah. Có phải là khi yeah. mình đầu tư thì mình sẽ chọn là mình nên đầu tư cái gì, đầu tư cái nào mà xin lãi nhiều nhất, đầu tư cái nào xịn nhất. Mà bây giờ cả cuộc đời này á, ở cái đời này em nỗ lực á theo em á là em phấn đấu á, một 40 năm cuộc đời đúng không? Hoặc 60 năm cuộc đời. Chị giả bộ như em sống 500 tuổi 500 năm thì em nghĩ em giàu không Dạ yeah, giàu Chắc chắn là không sẽ có giàu chết đi. Mà em sống 500 năm nội em mua bất động sản một Cách đi thôi là em đã giàu Chỉ có coi một yeah. cái phim á, là có một cái nhân vật Trong phim là ông không có chết đi Mà ông yeah. đã sống mấy trăm năm rồi Thì bây giờ quay lại á, là Cái đó là cái phim là người ta làm Cho nó thành vật chất hóa ra cho mình như vậy Nhưng khi em khai thác được tổng nghiệp của em á, Hằng hà xa số đời thì cái cái kho báu đó em lấy ra em xài nó có ngon hơn là em chỉ huân tập ở cái đời này không học dạ. ở cái đời này không dạ chị cho em hỏi là nếu như mà cái mục tiêu của mình á là là huân tập được rất nhiều tổng nghiệp thức tổng nghiệp viên tổng hóa và huân tập và và đem được lại rất là nhiều năng lượng tích cực để mình ôm đi tiếp cái đời sau đó sau khi mình mất cái thân này ấy nếu mà đó là cái mục tiêu của mình á và là cái điều mình hướng tới đó, thì thì những cái người á mà họ sống ở quê và họ không có đi chu du thế giới nhưng mà họ vẫn có làm được những cái điều này thì họ đâu có cần cuộc sống lục lục lại thuận đâu bây giờ bây giờ quay lại ở quê đi ha theo em Đã... học sức khỏe không dạ có, có nghĩa là như vậy nè em biết đó có những em ừ. cứ trả lời cho chị dạ. từ cái một đi dạ ở quê, có đi. dạ có ở quê là em nói có một cuộc sống tốt đó, là là họ tự do thời gian hay là bán mặt cho đất bán lưng cho trời hoặc là họ phải xiết hết những cái nhu cầu lại họ sống một cái mức sống rất là thấp cái này thì em không có biết hơi dậy đi Giờ dạ dạ thật ra nó là sự lựa chọn yeah. khi chị được học những cái chi thức này thì đó là sự lựa chọn của chị còn nếu như yeah. em nói là em cũng không cần đầu tư nghiệp thức mà em cũng không cần khối năng lượng em chỉ muốn là bình an trồng rau nuôi cá rồi đi ra đi vô sáng ngủ dậy tối đi ngủ và em thấy như vậy là đủ rồi thì đó là sự lựa chọn dạ yeah, có nghĩa là đúng đúng có nghĩa là em đang mới đang suy nghĩ là có nghĩa là cái cuộc sống lục lục đại thuận đó, nó là một cái sự lựa chọn trên cái thế giới này có nghĩa là người ta có thể có nhiều cái lựa chọn Là cuộc sống lục lục đại thuận nó là một cái lựa chọn của cô hoàng anh và nó là cái niềm tin của cô và nó nó cái 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 việc mà cô tin vào nó nó sẽ giúp cho mọi người trong cái lớp này đó, rất là có cái niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp này nhưng mà em nghĩ là đang đặt những câu hỏi để mà em suy nghĩ có nghĩa là em biết là có những cái vùng xanh trên thế giới mà người ta sống hơn một tuổi và và cái lý do mà người ta sống được lâu càng dạ dạ giúp đỡ chị cái này một cái dạ à mình đang tưởng á em mình dung dạ. á dạ. mình đang tưởng á bây dạ. giờ là không cần phải nghĩ dùng cho người khác Và cũng không cần tưởng tượng bây dạ. giờ em chỉ quay lại là bản thân của em dạ em có muốn có cuộc sống này không? Dạ. Yeah. Còn không tưởng cho người khác. Dạ. Yeah. Bản thân của em em có muốn có cuộc sống này không? Em chưa biết. Rồi. Vậy thì em cứ để cái nghi vấn đó ở đó, được chưa? Yeah. Yeah. Tại vì cái huân tập nghe thấy nói biết ở quê là họ không có. Chứ em đâu có biết trong nội tâm của họ nghĩ gì đâu. Dạ. Yeah. Rồi, đó là cái thứ nhất với cái cái lục lọc đại thuận này á là chị được học từ người thầy của mình. Nhưng mà nếu như em lên trên Google mà em search là là để sống một cuộc đời hạnh phúc và ý nghĩa hay là bánh xe thành công hay chị khẳng định luôn ha, tất cả những cái nhà đào tạo mà nhắc đến hạnh phúc nè, nhắc đến thành công nè, nhắc đến một cái cuộc đời có ý nghĩa là luôn luôn có bánh xe cuộc đời. Có thể là câu yeah. từ hay những cái gì họ chọn nó hơi khác nhau một tí thôi yeah. thì thì bây giờ là mình không có một cái lựa chọn nào đó tốt hơn hết thì mình làm theo những cái chuyên gia thầy cô họ hướng dẫn và những người thành công đi trước đi dạ yeah. cái thời gian mà mình ngồi mình lăng tăng mình suy nghĩ đó cái bạn bè mình nó đi tới đâu hết rồi dạ yeah, cũng đúng dạ <laughs> yeah ok ha dạ. dạ thống nhất với nhau chỗ này dạ. chị cảm ơn hằng mình nói mình nghỉ giải lao nhưng mà chắc hằng anh sẽ trả lời câu hỏi cho 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 nghĩa tại vì mình thống nhất cái quan điểm là một lần làm rõ sách đời không lần lăn tăng ngay cả nhà à, chị mở mít cho nghĩa rồi dạ. vâng em cảm ơn cô em có cái trăn trở là cái cái về cái vấn nạn tài chính mà nó đến nội tâm ấy thì là cái này, này em học trong cái khóa nội tâm K19 ấy thì là em có ngộ ra rất nhiều điều nhưng nó cứ mà suy nghĩ đến tài chính mà văn là nó lại ảnh hưởng đến cái nội tâm rất là lớn mà cái vướng mắc này thì em có đưa cái nguyên lý ánh sáng vào nhưng nó chỉ được ở một cái phần nào đấy thôi nó không thể em chưa thông được ở cái cái trong cái cái, cái vấn nạn về cái tài chính này thì cô cho em thêm kiến thức để để em ngộ ra hơn dạ biết ơn anh nghĩa thì cái câu trả lời của anh câu hỏi của anh là nó bao trùm cái lớp học của mình đó anh nghĩa chắc là mình chậm một chút mình mình dành thời gian cho nhau 12 buổi tối hoàng anh tin là anh sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho bản thân mình dạ và... dạ Đây. bao trùm nguyên cái lớp học của mình là là, là là là, là trả lời cho cái câu hỏi của anh luôn á dạ dạ Yeah, biết ơn biết ơn anh nghĩa từ từ đầu giờ đến giờ thì mình đã làm gì với nhau cả nhà nhỉ à, mình tại sao tại sao phải huân tập về tài chính mình đã làm gì với nhau cả nhà có thể cho lên phần chat từ đầu giờ đến giờ mình đã làm gì với nhau à? nhà mình có thể cho anh lên lên cái phần chat được không ạ? À? xác định lý do à cần học tài chính là gì nữa à? sự quan trọng của tài chính gì nữa à? nhà mình thích cái gì từ đầu giờ đến giờ cả nhà? À, thay đổi cuộc sống lục lộc đại thân. lý do cần huân tập tư duy tài chính tài chính ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống công thức 20, năm 40. Gì nữa à? Làm rõ một lần để suốt đời không khỏi lăn tăng. Hiện thực tài chính ước mơ. Dạ, yeah. dạ. Yeah. Biết ơn, uh, biết ơn uh, cả nhà lắm lắm. Uh, và nó cũng giống như là một, một lần làm rõ suốt đời không phải lăng tăng á. Thì uh, bây giờ Hoàng Anh sẽ uh, chia sẻ với cả nhà của mình á, là sau khi mình làm việc uh, với nhau 12 buổi tối á, vậy thì mình đóng gói lại là mình nhận được mình nhận được những cái trọng điểm nào các cả nhà những cái giá trị mà trọng điểm mình cần phải phải nhận được và mang về và đưa vô trong cái cái đời sống tài chính của mình đó là như thế nào thì à, cái lý do rất là lớn ở đây đó là, là nâng tầm nhận thức đối với tài chính như cả nhà ha thì cái cái mục tiêu của lớp học nè. mục tiêu của lớp học. thì mình à, mình đang nói là một phần ở trong cái lớp học này á, nội dung của toàn bộ cái lớp học này là ứng dụng à, nội tâm vào tài chính. À, vậy thì á là mình sẽ biết được cái thế giới mình biết được cái thế giới bên trong về tài chính của mình nó là như thế nào các cả nhà. gốc rễ sẽ tạo nên hoa trái, tiền đến từ đâu. Vậy thì thông qua cái bối cảnh lớp học này, mình sẽ biết được chính xác cái hạt mầm bên trong hình ảnh tâm trí của mình đối với tiền là như thế nào. Là 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 quan trọng không cả nhà? Mình mình nhận diện được mình nhận diện được mình nhận nhịn được gốc rẻ về tiền của ai à nhận diện được gốc rễ về tiền của mình dạ của chính mình anh viết chữ tiền này cho xin phép phần anh viết lại cả nhà rồi. Cái thứ hai là người giàu thì chưa chắc đủ đầy, nhưng mà người đủ đầy thì chắc chắn giàu. Mình sẽ được chuyển giao cái công thức đủ đầy. Nhà mình nhà mình nhà mình đồng ý vào anh chỗ này không ạ? À? Người người có nhiều tiền á thì chưa chắc đủ đầy, nhưng mà người đủ đầy thì từ từ cũng sẽ có rất là nhiều tiền. Bên trong đủ đầy, bên ngoài sung túc. Thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài. Vậy thì mình sẽ mình sẽ kiến tạo cái sự đủ đầy bên trong của mình. Sự đủ đầy bên trong quan trọng không cả nhà? Sự đủ đầy bên trong. À, sau khi mình mình tham dự 12 buổi này nè Đầu tiên là mình nhận nhận được gốc rễ về tiền của mình. Thứ hai là mình sẽ kiến tạo được sự đủ đầy. Mình sẽ ứng dụng cái quy luật mọi việc bắt đầu bằng kết quả. Mình sẽ ứng dụng cái quy luật là mọi việc bắt đầu từ kết quả. À hồi nãy hằng có nói là hằng hằng giơ tay để mà tương tác á bây giờ chị nhờ chị nhờ hằng giúp đỡ này hằng yeah. à, giúp đỡ chị nhé bây giờ yeah. dạ giả dạ bộ như là em em muốn đi xuống Cần Thơ dạ yeah. theo như em á là em đi xe hơi thì em có tới được Cần Thơ dạ yeah, có em đi xe máy có tới được Cần Thơ dạ yeah, có em đi xe đạp tới được Cần Thơ dạ yeah, có đi bộ. Tới đấy. Dạ bộ như mình không có chân để đi bộ luôn mà mình muốn tới Cần Thơ mình tới được không? Dạ được. Ừ, cách nào? Ví dụ như là mình lên xe đò. Mình lên có xe một đò. Giỏ. Dạ. Vậy có nghĩa là gì? Nếu đó chính xác là cái đích đến của mình, thì kiểu gì mình cũng tới được đúng không? Dạ nhưng mà thường á, là con người hay bị chấp vào à, phương tiện và công cụ có phải như là nếu như mình xác định là mình muốn đi xuống cần thơ cho dù mình không có bất cứ một công cụ phương tiện nào chỉ cần đó là điều mình muốn thì kiểu gì mình cũng tới được nhưng mà ừ. con người sẽ nói là tôi sẽ giàu khi mà tôi có vốn nè. tôi sẽ giàu khi tôi có người giúp đỡ nè. tôi sẽ giàu khi mà à, vân vân và mình, mình có một ngàn lẻ một lý do nhưng mà thật ra là mình cũng không biết là giàu là như thế nào là giàu nữa và bao nhiêu tiền là giàu mà khi nào giàu mình cũng không biết luôn và mình rất là mơ hồ về cái đích đến của mình yeah. em thử nhớ lại coi có phải là từ nhỏ đến lớn tới bây giờ nếu như cái gì mà là thật sự là mong muốn của em mà là mong muốn tột cùng thì em cũng sẽ đạt được không dạ yeah, đúng thường á, con người á, không đạt được điều mình muốn là tại vì không biết mình muốn gì yeah. và ước mơ của con người á, thì không bao giờ nhiều hơn những gì ta nghe mắt thấy yeah. nên cái câu hỏi của em hồi nãy á, là ở quê á, là yeah. khi mà người ta chấp nhận một cái cuộc sống nó là như vậy mà người ta thấy như vậy nó là ổn thì khả năng ừ. rất là cao là người ta chưa được mở rộng cái thế giới quan cái 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 tai nghe mắt thấy từ đời này qua đời kia của họ nó chỉ là như vậy thì là như vậy thôi họ ừ. không hình dung ra được nó có một cái thế giới khác ở ngoài kia ừ. chỉ có coi một cái phim á là có một đứa bé là là sinh ra của một người 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 người, người mẹ một người phụ nữ mà 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 họ ở trong một cái căn hầm á và cả cái thế giới của đứa trẻ đó là người mẹ và một cái tivi và yeah. mà nhìn ra cái bầu trời là chỉ là cái cái miệng của cái nắp hầm thôi và đó là cả thế giới của đứa trẻ đó cho đến khi đứa trẻ đó đi ra khỏi cái hầm đó yeah. à, nên á, là 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 con người thường không đạt được điều mình muốn gì mà mà những cái mong muốn của con người thì không bao giờ nhiều hơn tai nghe mắt thấy nên đó là một trong những lý do mà mình cần chu du thế giới dạ yeah. chỉ đó là một trong những lý do thôi còn rất là nhiều những lý do lý do thú vị khác từ từ mình sẽ tư duy hoặc là em sẽ sẽ tư duy dạ yeah. thì cảm cảm ơn cảm ơn hằng thì thông qua yeah. cái bối cảnh được hằng giúp đỡ cả nhà là mình sẽ ứng dụng cái quy luật mọi việc bắt đầu bằng kết quả mình mọi việc bắt đầu bằng kết quả ngay từ đầu á anh chia sẻ với cả nhà mình là đây là mình đang ứng dụng nội tâm vô trong tài chính nhưng mà theo như cả nhà là ứng dụng vô tài chính rồi ứng dụng vô bộ công việc rồi vô sức khỏe rồi vô mối quan hệ rồi vô hôn nhân được không cả nhà? Dạ. kế đến là cái gì có trong đầu thì sẽ có trong tay, cái gì có trong đầu thì sẽ có trong tay. Bây giờ một việc rất là đơn giản thôi ha, con của mình nó nghịch như thế nào đó cái mình mới lại mình đánh vào mông của con thì theo như cả nhà là cái hình ảnh nó nó chạy xẹt ra trong đầu của mình á là cái hình ảnh đánh vào con có trước hay cái hành động đánh con có trước à tất cả những cái hành động gì mà mình đang xảy ra đang đang làm hàng ngày á thì có phải là hình ảnh trong tâm trí đã có trước đúng không à bây giờ một cái cầu thủ mà họ nhìn thấy cái trái banh ở trước khung thành và họ sẽ sút vào trong gôn thì có phải là một cái gì đó diễn ra rất là nhanh nhưng mà trong tâm trí của họ đã có cái đường kiến tạo đường banh trước khi họ sút vào gôn đúng không ạ? Ở đây, ở đây những 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 bạn mà đã chơi đá banh có phải nó là như vậy không ạ? Thì cái gì có trong đầu á thì sẽ có trong tay thì nó là quy luật rồi. Vậy thì thông qua cái thông qua 12 buổi lớp thấu hiểu tài chính khiến tạo an vui á, mình sẽ được chuyển giao cái quy trình thành công của nhà lãnh đạo siêu phàm dành cho tài chính mình sẽ có một cái bản đồ ở trong tài chính là mình cần bắt bắt đầu từ đâu và mình sẽ chinh phục nó như thế nào bằng những cái công cụ phương tiện nào bằng những cái công thức nào và cái đích đến cuối cùng của mình là gì và thậm chí là khi mình chết đi rồi rồi thì tiền của mình sẽ đi về đâu thì là mình sẽ được cung cấp một cái bản đồ tài chính ở trong tâm thức Cái, cái lộ trình này là Hoàng Anh sẽ đi cùng với cả nhà Là một cái bản đồ tài chính ở trong tâm thức Vậy thì cái việc thực hiện nó ra bên ngoài là của ai ạ? À? Dạ, mình sẽ có một cái bản đồ tài chính tài chính trong tâm thức dạ. cái gì có trong đầu thì sẽ có trong tay đã có một cái bản đồ tài chính ở trong tâm thức rồi thì cái việc mà chúng ta hiện thực nó ở bên ngoài rất là đơn giản bấy nhiêu lý do là đủ để cho mình bắt đầu cùng nhau được chưa cả nhà vậy thì bằng những cái phương tiện công cụ nào để mà chúng ta sẽ cùng nhau á làm rõ được cái à, những cái mục tiêu là à, làm sao để biết được gốc rễ về tiền của bản thân của mình rồi à, bên trong đủ đầy bên ngoài sung túc à, cái công thức nào sẽ giúp cho mình có được cái sự đủ đầy bên trong nhà mình có bao giờ nhìn thấy những cái người á xong mình nói là cái tướng người này giàu lắm không có bao giờ mình thấy không nhìn cái tướng là 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 cái tướng là thấy giàu rồi họ không nói cho mình biết là họ làm gì bao nhiêu tiền nhưng mà mình nhìn họ là mình 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 thấy cái tướng họ giàu rồi và thời thời điểm mình nói thấy họ giàu họ chưa có giàu nhưng mà quay qua ngoảnh lại theo năm tháng thời gian thì đúng là họ giàu thiệt vậy Vậy, vậy là mình có muốn có cái tướng giàu không cả nhà có đúng không ạ à? có những người mình nhìn thấy họ có cái tướng giàu nhìn là thấy giàu rồi rõ ràng mình thấy họ không có họ nói trời ơi không có giàu không có giàu nhưng mà quay quanh mạnh lại cuối cùng họ cũng giàu cái năng lượng họ phát ra tài khí nhìn là thấy giàu rồi nhìn là thấy đủ đầy rồi vậy thì giờ mình có muốn là nhắc ấp nhì tướng đúng không ạ à? mình cũng có cái tướng của nhà giàu không trước đây em trai của hoàng anh nó cả nhà đi đâu gặp ai á họ cũng nói là cái thằng bé này nó giàu lắm cái nó cười nó nói với hoàng anh chứ trong túi không có một đồng bạc luôn mà ai cũng nói giàu à, ai cũng nói giàu mà từ lúc nó còn là một đứa trẻ đi học lớp 5 thôi thì thầy cô trong trường nói là cái thằng bé này nhìn nó như ông giáo sư con vậy xong nó lớn lên á thì nhà không có tiền nhưng mà quen bạn gái này kia thì cứ hiểu nhầm là, là nhà của anh rất là giàu cho đến khi lấy vợ là là hai vợ chồng thuê cái phòng là hai triệu rưỡi một tháng nhưng mà bây giờ thì rất là giàu người ta là thấy ở đâu á, là mở đường thì người ta sẽ đi mua đất còn cái bạn đó là đi mua đất ở đâu thì ở đấy sẽ mở đường thì kiến tạo cái sự đủ đầy, cái người có cái sự đủ đầy á thì nhìn họ, nhìn họ sẽ rất là 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 sung túc với cả nhà. Rồi cái thứ ba là mọi việc bắt đầu từ kết quả thì nó là cái câu chuyện của hoàng anh với bạn hằng đó cả nhà, nó đơn giản như vậy đó. Nhưng mà thường á, thường á là mình mình không có để ý khi mà hoàng anh làm việc ở hướng nghiệp ao quá cả nhà. Thì cái kết quả mà hồi đó hồi anh quản trị tài chính đó, nó rất là tốt Có nghĩa là à, một tháng thời điểm đó có khoảng hơn 3.500 lớp học Một lớp học thì sẽ nấu khoảng 3 món ăn Và liên quan đến bếp đó, thì nó sẽ có là hành, tỏi, mắm, muối, tiêu, đường, bột ngọt, quả chanh Rồi à, à, thịt, rồi cá, rồi rau, rồi củ Thì... À, toàn bộ cái cái dòng tiền để mà quản lý dòng thu vô và chi ra cả nhà gần như nó không có lọt được một cộng hành luôn á thì hoàng anh không có gọi tên được là tại sao làm được điều đó chỉ đơn giản là lúc hoàng anh làm ở sa công văn á hoàng được học cái cách mà mấy xếp quản lý cái kết cái kế hoạch kinh doanh của trung tâm thẻ sa công văn. thì khi hoàng anh về hướng nghiệp Á âu á thì hoàng anh ứng dụng làm theo y chang như vậy thì đến khi á thì đến khi mà Hoàng Anh được gặp lớp nội tâm thì Hoàng Anh mới biết à thì ra là hồi đó trung tâm thẻ và hướng nghiệp bao áp dụng quy luật mọi việc bắt đầu bằng kết quả và Hoàng Anh bắt đầu Hoàng Anh rà lại toàn bộ những cái gì mà kết quả mà như ý của 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 bản thân của mình đó như ý của bản thân của mình thì phát hiện ra là vô tình chung mình đã làm đúng công thức và những cái mà bất như ý là do nó bị chèo và và trong lớp tài chính này mình sẽ áp dụng cái 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 quy luật này rồi tới cái chỗ bản đồ nhà mình từ nhỏ đến lớn có ai chơi game không ạ à? có ai chơi game không ạ à? chắc tám ít cũng đã chơi game rồi đúng không ạ tám ít chín ít đều có chơi game mình chơi game mà mình không nắm luật chơi thì mình có thắng không cả à nhà? Mình chơi game mà mình mở cái cái chương trình lên mình không có biết gì về game, mình không biết luật chơi, mình không biết gì hết thì làm sao mà thắng được đúng không ạ? À? Nhưng mà nếu như biết luật chơi thì và chơi nhiều thì thắng không ạ? À? Dạ, ở đây có bạn Khải Ngô nè, phải nắm luật chơi thì mới thắng. Nắm luật chơi chưa chắc thắng. Không nắm luật chơi không bao giờ thắng nhà mình đồng ý với ăn chỗ này không nó có thể hên hên nó gọi là ăn may á. nó thắng được một hai lần chứ không có cái chuyện mà thắng hoài hoài còn nói về tài chính có những người là họ họ kiếm ra tiền và giàu được trong một cái đoạn nào đó trong cuộc đời nhưng mà sau đó phục hồi không có được nữa vậy thì bản đồ tài chính cũng vậy khi mà mình từ từ mình đến thành phố Hồ Chí Minh á, nếu đưa cho mình một cái biển bản đồ Thì lần lần cuối cùng là muốn đi đâu Là mình đi đúng không ạ à? Mà cho dù các bạn không Mình không mua bản đồ Nhưng mà trong trong đầu của mình có cái sơ đồ Đường đi không cả nhà Còn nếu mà không có Thì à, Hoàng Anh nhớ là lần đầu tiên Hoàng Anh đi xuống Sài Gòn đó Là đang chở Hoàng Anh đi về nhà Hay đi hướng ngược lại Anh không định hướng được Và đang đi đâu cũng không biết luôn Mà không biết làm sao để mà đi về nhà Của mình được hết trơn hết á nhưng mà có phải là dần dần mình định hướng được và mình có cái bản đồ ở bên trong rồi thì rất là đơn giản để mình đi đúng không ạ à? vậy thì mình sẽ có một cái bản đồ tài chính ở trong tâm thức thì cái việc mà mình hiện thực hóa nó ra bên ngoài nó đơn giản hơn rất là nhiều mà nếu như ngon ngon đi nữa mà có ai mà nắm tay dẫn mình đi nữa là ngon hơn đúng không cả nhà nhưng họ đang dẫn mình đi đúng hay đi sai mình biết không Họ, mình đã có bản đồ mình tự tìm đường mình đi thì mình cũng đi được nhưng mình có bản đồ mình nhắm được hướng mà lại có ai đó biết chính xác địa chỉ dẫn mình đi thì có ngon hơn không ạ à? ví dụ như bây giờ theo như cả nhà mà hoàng anh muốn đi qua quận 7 á, thì trong đầu Hồng anh có bản đồ và Hồng anh đi qua quận 7 được không ạ à? nhưng Hồng anh cần đi tới cái địa chỉ là uh, phít xe đạp ở um, ở một cái địa chỉ cụ thể ở bên quận 7 á, tự Hoàng Anh đi, Hoàng Anh vẫn đi được. Nhưng có một ai đó đã biết đường chính xác dắt Hoàng Anh đi thì nó ngon hơn không? Ngon hơn đúng không ạ? À? Nhưng mà thật ra thì có bản đồ thì kiểu gì cũng tới. Kiểu gì cũng tới. À, đó là những cái gì mà ở trong lớp tài chính mà mình sẽ dành thời gian cho nhau 12 buổi để mà mình mình làm việc cùng nhau. Và cái cách thức mà mà Hoàng Anh sẽ 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 chuyển giao cái cái lộ trình nâng tầm nhận thức tài chính đối với nhà mình là như thế nào. Thì nói về một cái hiện thực tài chính của một người á cả nhà. Nói về cái hiện thực tài chính của một người á là mình đã nói là mình huân tập để kiến tạo thì chắc chắn là tốt đẹp và cả nhà nên anh không có ghi chữ tốt đẹp vô đây thì nếu như ở cái cái góc mà đạo lý theo hệ quy chiếu của đạo lý có phải là một cái hiện thực tài chính của một người á chính là những cái gì mà người đó biết người đó tin và người đó hiểu đúng không cả nhà ở đây có những anh chị á à, cũng có nhiều năm tháng lăn lộn ở trên đa, tài chính thì có đồng ý với hoàng anh là một cái người mà họ có một cái hiện thực tài chính cái hiện thực tài chính mà mình có chính là những gì mình biết về tài chính những gì mình tin về tài chính và những gì mình hiểu về tài chính thì thông qua cái bối cảnh của lớp học chúng ta sẽ được biết về tài chính tin về tài chính hiểu về tài chính theo những cái khái niệm nguồn có lợi khái niệm nguồn có lợi tức là những cái biết tin hiểu đó để giúp cho chúng ta có một cái à, hiện thực tài chính đủ đầy và thịnh vượng trong tương lai còn nói về theo hệ quy chiếu và góc nhìn của tôn giáo á, Thì á cái người mà mà giàu có là người có phước đúng không cả nhà? Theo như tôn giáo á thì cái người giàu giàu có là người có phước hoặc là có phúc đúng không ạ? À? Còn nếu mà nói về góc nhìn của khoa học thì một người có cái hiện thực tài chính á, là cái người có tư duy tài chính là một cái người có tư duy tài chính vậy cái tư duy tài chính đó là được cụ thể hóa qua là năm chỉ số thông minh tài chính nhà mình đã ai có nghe đến cái khái niệm là năm chỉ số thông minh tài chính à? năm chỉ số thông minh tài chính năm chỉ số thông minh tài chính đây là đây là trong suốt 12 hai buổi mình sẽ làm với nhau thật ra nó chỉ nằm ở trong này thôi cả nhà mình sẽ thay đổi cái biết tin hiểu những khái niệm nguồn có lợi về tài chính để mà mình có cái hiện thực tài chính đủ đầy như trả và giàu có và theo hệ quy chiếu á, là người có phước á, gọi là có đức thì mặc sức mà ăn và và người có phước hoặc là có phúc thì là 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 người sẽ có sự đủ đầy và dư giả đúng không ạ à? còn theo như tư khoa học là người người có hiện thực tài chính tốt đẹp là người có tư duy tài chính được thể hiện qua năm chỉ số thông minh tài chính thì tất cả những cái nguồn tri thức này được học từ các thầy cô và chuyên chuyên gia thì anh đóng gói lại và anh sẽ chuyển giao cho nhà mình Hoàng anh sẽ chuyển giao cho nhà mình. Và đây là phần về vật chất nên Hoàng Anh đi khá là sâu về công thức cội nguồn. Công thức cội nguồn. Ai ai những khi nghe Hoàng Anh nhắc đến công thức cội nguồn cuộc sống có nhớ có nhớ gì trong lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui không ạ? À? Khi mà nhắc đến công thức cội nguồn cuộc sống trong lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui nhà mình nhớ cái gì có thể giúp đỡ? À, cho anh biết trên phần chat được không à mình học được cái gì từ công thức cội nguồn cuộc sống à à cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi rồi à, chọn lựa là gì nữa à niềm tin bạn chính là những gì bạn tin hành động hình ảnh tâm trí quyết định đổi hình đổi đời tính cách kết quả nghe thấy nói biết dạ à, đây cũng là một cái phần trọng điểm ở trong lớp tài chính nên hoàng anh sẽ cùng với cả nhà mọi việc á là bắt đầu từ kết quả này là ứng dụng quy luật mọi việc bắt đầu từ kết quả rồi kết quả tài chính á, mà mình muốn có là như thế nào thì mình sẽ được chuyển giao rất cụ thể và chi tiết ở trong lớp tài chính này đó là con số đó là bao nhiêu tiền khi nào mà mình có con số đó là là bao nhiêu tiền à, khi nào là mà là mình có và 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 mình bằng những cái phương tiện công cụ và cái cách thức nào để mình sở hữu được cái số tiền mà mình có là mình sẽ được chuyển giao nó rất là cụ thể và cái kết quả cuộc sống của mình nó đến từ đâu cả nhà anh sẽ chỉnh lại camera bằng cách nào ta? Hoàng Anh đang ngồi yên tự nhiên là Anh đâu có đụng vào camera đâu. À, nhà mình cứ chậm một chút cho anh viết lên một chút coi nó có bắt chữ không cả nhà nha. À, cái toàn bộ cái cái kết quả cuộc sống của mình đến từ cái gì ạ? À? Dũng ơi sao tự nhiên cái camera của chị Hoàng Anh nó mờ vậy? Chị đâu làm gì đâu? Ồ đây nè hết rồi nè cả nhà Và cái cái tính cách của mình á à, Nó sẽ quyết định là mình thích Mình hợp Và mình hợp từ đó là mình sẽ ra những cái chọn lựa để phù hợp với cái kết quả. Vậy thì thông qua một cái chi thức nào để mà mình có được cái tánh của người giàu? Cái tánh của người giàu là trong lớp tài chính mình có ha cả nhà. Mình sẽ làm cái gì? Cái tính cách nó đến từ đâu cả nhà? Tính cách đến từ đâu à? Thói quen rồi mình sẽ biết được là các chuyên gia các chuyên gia đã chỉ ra cho mình cái thói quen đối với tiền như thế nào họ làm cái gì hàng ngày hàng tháng hàng năm và trong cuộc đời của họ để nó ra được cái tánh của nhà giàu để ra được cái kết quả là giàu là mình sẽ biết được cụ thể cái thói quen nó là gì mà thói quen thì đến từ đâu à thói quen là đến từ hành động à, tại sao con người lại có cái hành động đó Tại sao con người có cái hành động đó? Thì cái hành động đó nó được đến từ niềm tin. Và niềm tin á, thì do đâu mà xuất hiện? Niềm tin xuất hiện từ đâu? Niềm tin đến từ hình ảnh tâm trí. hình ảnh tâm trí sẽ đến từ đâu? Hình ảnh đến tâm trí đến từ những nghe thấy nói à biết thì ở trong ở trong cái lớp tài chính này mình làm việc cùng nhau này cả nhà mình làm việc cùng nhau á, là mình sẽ biết cách để xác định cái mục tiêu tài chính của mình một cách rất là rõ ràng là mọi việc sẽ đến đến, đến từ kết quả rồi mình sẽ mình sẽ biết được là cái tánh mình làm sao để mà mình có được cái tánh của nhà giàu cái tánh của người giàu và cái tánh nó được đến từ cái thói quen như thế nào và cụ thể là mình sẽ làm cái việc gì và tại sao là thông qua cái bối cảnh lớp học này á, là mình sẽ có một cái niềm tin khác đối với tài chính đổi hình đổi đời đúng không ạ nhà và khi mà anh trình với thầy á là thầy ơi cho phép Hoàng Anh được chia sẻ lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui. À, lúc đó Anh chưa có đặt tên được như vậy đâu cả nhà. Anh chỉ biết là chia sẻ về tài chính thôi, ứng dụng nội tâm nói với tài chính thôi. Thì cái tên là thầy đặt đó cả nhà. Gieo suy nghĩ gặp hành động. Ồ, cảm ơn cả nhà nhắc Hoàng Anh, là anh đang thấy nó là lạ, lạ. Bây giờ Hoàng Anh sẽ chỉnh như thế nào đi ta? Sorry cả nhà là chỗ này à. Gieo suy nghĩ gặp hành động. Nhà mình à Hàng anh sẽ vẽ lại cái công thức này hay là hàng anh đang 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 đi với cả nhà nè cả nhà, hàng đang đi với cả nhà là mình muốn có kết quả như thế nào thì thì cái lớp học sẽ dẫn dắt để mình có cái tính tính cách như thế nào, cái tính cách này nó đến từ cái thói quen nào, mình sẽ làm cái hành động nào rồi làm sao để mà mình mình kiến tạo lại cái niềm tin đối với tài chính xong rồi đổi hình thì đổi đời thì làm sao để mình có cái hình ảnh tâm trí khác về tài chính xong cái ngày mai hoàng anh sẽ sẽ vẽ lại hoàng sẽ trình lại cho nhà mình cái 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 sơ đồ khác được không à dạ biết ơn cả nhà đã uh, tạo cơ hội cho anh được học lại cách vẽ công thức cội nguồn cuộc sống tốt hơn ngày mai anh sẽ ngồi anh học vẽ lại à, nói tới đầu ta bao nhiêu bao nhiêu trong các anh chị nhà mình đã đã cảm thấy được là mình đã nhận được cái gì đó ở công thức cội nguồn cuộc sống ở lớp nội tâm rồi à mình đã nhìn thấy được cuộc đời của mình ở trong cái công thức cội nguồn cuộc sống mình đã thấy được là tất cả những cái điều như ý hay bất như ý đã xảy ra đối với cuộc đời của mình nó nằm ở trong công thức cội nguồn cuộc sống à và và bao nhiêu các anh chị đã thấy được câu trả lời về cái kết quả của mình ngày hôm nay nó đến từ đâu là là mình có thấy rồi à dạ vậy thì ở trong cái lớp tài chính này mình đã mình được các thầy cô và và chuyên gia chỉ điểm rất là rõ những cái cách để mà mình đổi hình đổi đời thay đổi niềm tin Cụ thể là hành động như thế nào và các hành động đó lặp đi lặp lại mình có một cái thói quen như thế nào và cái thói quen đó là cái tính cách để phù hợp với kết quả mình muốn có thì có cảm thấy là là nó đơn giản hơn không ạ? À? Đơn giản hơn đúng không ạ? À? Thì nhà mình sẽ quan sát ha cả nhà ha. Nhà mình sẽ quan sát sẽ thấy được rằng là sau khi kết thúc 12 buổi mình biết rất rõ được từng phần ở trong đây là mình cần làm gì giải thích hạt với hợp khác nhau như thế nào đâu rồi ai hỏi ông anh giải thích hạt với hợp Chị Ngọc Ray Hand lên được không chị Ngọc? Chị Ngọc Hoàng Anh xin phép tương tác với chị Ngọc được không? Chị Ngọc ơi Ở đây thì các anh chị nói là Một cái là tính nói mình Bắc Một cái nói là mình Nam Dạ Alo có nghe được không ạ? Dạ, dạ nghe được Em có thấy chị được không? Ủa, em đang à, tắt camera dạ, cô nhìn thấy chưa ạ? Em thấy rồi em đang cố gắng dạ. để em coi là chị đang mặc. Đâu, em rồi. lúc đầu tiên em cũng nghĩ là vùng miền là hạp với hợp là một như thấy cô kia nó thành hai dòng khác nhau thì em nghĩ là hay là nó là khác nhau em đang muốn hỏi cô lại cái chỗ này. <laughs> Bởi vì ví dụ ở trong miền Nam thì như thì mọi người dùng từ hạt ấy còn trong miền Bắc ngoài miền Bắc thì mình là hợp ấy ví dụ thích hợp mới thích hợp thì nó là một hay nó là hai từ nghĩa khác nhau ạ à? em đang muốn hỏi thêm ạ à. em không em ví dụ như em đang thấy chị để tóc dài đúng không chị à. tại sao chị lại để tóc dài mà không phải là tóc ngắn à thì ví dụ như mình giải thích là có thể nó hợp với khuôn mặt mình có thì ví dụ ở ngoài bắc mình gọi là nó nó thích hợp nó phù hợp á Thế còn cái từ hạt thì nó cũng vẫn là nghĩa thế đúng không cô hay nó là từ nghĩa khác à? ạ dạ. ở đây thấy chị thu hương nói là uh, thầy thầy toàn đã đã giải thích chữ hạt với học thì uh, chị hương có thể giúp đỡ hằng anh giải thích cho chị ngọc ở cái nội dung mà trong lớp thầy đã giải thích được không chị dạ vâng nhờ các uh, bạn giải thích thì, uh, chị ngọc đã học bên lớp nội tâm chưa À, em có học rồi nên chắc chỗ đó em chưa nghe được. <laughs> à dạ. dạ. Chị Hương, chị Hương, chị Hương có thể giải thích cho chị Ngọc chỗ này giúp Hoàng Anh được không ạ? À? Cả nhà của mình đánh ở, ở, đây hồi nãy chị có nói là à, chị để cái tóc đó bởi vì chị thấy nó hợp hay nói hạp và chị nói nó cũng có thể là là vùng miền tính địa phương đó, là chị có câu trả lời rồi thì ghi rõ ra vậy là bởi vì những cái vùng miền khác nhau thì người ta nói ra người ta cảm thấy nó mình nên nói là tại vì tôi thích là như vậy hoặc tôi thấy hợp với tôi hoặc tôi thấy hợp nên tôi chọn đơn giản là vậy thôi chị. Đó, vâng thì em chỉ đang muốn hỏi lại chỗ đấy thôi. Yeah. Yeah. Yeah, cảm nhưng you. mà em hỏi chị th thêm một câu nhé bản thân chị khi mà chị phân biệt ra hai cái từ này á là chị có cái mục tiêu trong câu hỏi đó không? Có vì em đang muốn hỏi vì cái từ thích hợp thì em thích hợp và thích hợp thì cùng nghĩa thì em hiểu nhưng mà em đang em như là em nhớ đâu ấy nó cái từ thích hợp theo cái của cô nó lại khác ấy. thì em đang muốn là nếu mà nó khác thì em sẽ thêm được cái kiến thức Tại em em hỏi chị kỹ như vậy á là, là là bởi vì á em được học một bài học là như vầy này nè chị à, sẽ có những cái tri thức là thuần biết à, thuần tin và thuần hiểu và và có những cái trọng điểm ấy chị à, ví dụ như ví dụ như là cái tánh của tôi á tôi chọn cái đó là bởi vì tôi thích cái tánh của tôi tôi chọn cái đó là bởi vì tôi hạp. cái tánh của tôi tôi chọn cái đó là bởi vì tôi hợp thì cái việc mà mình lăng tăng ở trong 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 suy nghĩ của mình là hạp với hợp khác nhau như thế nào thật ra nó không quan trọng mà nếu như mình muốn nó chị sợt google là nó có liền chị chị chị, chị Ngọc Hình dung ý Hoàng Anh nói ở đây không? Dạ. dạ thì thì bằng cái cách đó khi mà chị ngồi chị tham gia chị sẽ ít bị bị bị, bị lăng tăng những cái không cần thiết đấy chị dạ. <laughs> Chị, chị, thường, chị thường nghĩ cứ như có phải đúng là như vậy không tại vì tại vì mỗi em thì cái này tình cờ em không còn nhớ là em được nhận từ 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 một cái người thầy trong cái bối cảnh nào nhưng mà thường mỗi lần làm cái gì ấy là mình sẽ biết rất rõ cái mục tiêu ấy. cái này nó là quy luật mọi việc bắt đầu từ kết quả ấy chị vậy thì mình 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 thắc mắc hoặc mình tìm hiểu cái đó để mình nhận được kết quả là gì thì nếu như mình cảm thấy nó không cần thiết thì thôi mình bỏ qua tại vì trong cuộc sống của mình á sẽ có rất là nhiều thông tin, có rất là nhiều việc để phải làm. Thì nếu như mình 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 chọn được những cái việc trọng điểm mình làm á chị thì mình làm ít nhưng mà hiệu quả nó sẽ rất là cao. Còn không thì mình sẽ bị tốn tốn nguồn lực vô những cái việc không cần thiết. À, vì là tính em thì nó hơi cầu toàn là em cứ thích à, em cũng muốn ví dụ như là nếu như cái từ đấy nó là một cái từ nếu mà nó là không trọng điểm thì có thể là cô sẽ chỉ cần ghi một trong hai từ á thế nên nếu mà cô ghi cả hai từ thì em nghĩ là nếu mà nó là có nghĩa gì đó mà mình chưa hiểu thì mình lại sẽ bị sót bỏ sót cái kiến thức đó cô tại <laughs> dạ. vì á đôi khi mình cũng không cần phải tham kiến thức quá đâu chị hồi nãy em, em có viết ra những cái mục tiêu trọng điểm của lớp tài chính đó mình sẽ nhận được sau khi kết thúc lớp đó. thì thì khi mà, mà mà em chia sẻ chị cứ tập trung vào những cái trọng điểm đó xong rồi chị nhận được hết còn những cái còn lại nó nhỏ lắm nó không quan trọng không nên nó không cần thiết giống như là bây giờ trong cuộc sống cái gì mình cũng nên biết nhưng mà em ví dụ với chị là em đang mặc cái áo này đúng không em đi mua cái áo này và em thấy cái chất liệu là nó phù hợp và kiểu dáng màu sắc nó có vẻ hạp hợp với em và em mua. Nhưng mà em không có cần phải nghiên cứu là cái áo này làm từ chất liệu nhà nào, à, sản xuất ra làm sao, làm từ bông hay từ lá hay là từ cái lông con gì và và cơ chế vân vân mây mây của nó là cái gì. Thì nó không cần thiết, chị chị, nhìn vô, em chỉ đơn giản em có cái áo này em mặc thôi. Hoặc là bây giờ em em đi máy bay, thì em chỉ biết rất là đơn giản là em mua vé và em lên máy bay và cái máy bay nó sẽ bay em không cần phải biết là tại sao máy bay nó bay được động cơ máy bay ra làm sao rồi cái máy bay này có tức là thì, thì, mục tiêu của em chỉ là em sẽ lên máy bay và em bay từ 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 Hà từ thành phố hồ chí minh ra hà nội hay bay ra nước ngoài Xong rồi bây giờ để đặt câu hỏi tiếp là đi máy bay có an toàn hay không? Thì bây giờ cả thế giới người ta đi ầm ầm. Thôi mình cứ đi đi còn hên xui thôi. Mà trong khi cái tỷ lệ rủi ro của máy bay là thấp nhất. Nên em không cần phải nghiên cứu máy bay và động cơ máy bay. Và em cũng không cần phải nghiên cứu lịch sử của cái máy bay. Nhà nhà mình đồng ý với Hoàng Anh là khi mình đi máy bay mình đâu có nghiên cứu nhiều dữ như vậy đâu đúng không cả nhà? Vậy thì cái 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 sơ đồ tư duy đó ở trong học thuật của mình cũng vậy mình nhắm đến mục tiêu của mình là mình lấy cái mục tiêu của mình thôi còn những cái không quan trọng mình cứ bỏ qua thì dạ, vâng ok cô thì mình sẽ nhẹ hơn và và chị sẽ 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 hôn tập mọi thứ nó rất là đơn giản và nó hiệu quả hơn dạ. cả nên okay để là là vâng. bản thân của em á nếu như mà à, Em muốn trả lời cái câu hỏi cho chị á mà một cách gọi là em em tự tin là nó đúng 100% á, có khả năng là em sẽ phải quay lại em học, em hỏi chuyên gia ngôn ngữ, em dọc từ điển tiếng Việt. Em làm tất cả những cái việc đó để em trả lời cho chị nó chính xác. Nhưng mà nói thật với chị luôn á là lúc em học á em cũng lướt qua cái chỗ đó. Em chỉ nhận được là thứ nhất cội nguồn cuộc sống là bắt nguồn từ chính tôi nó đến từ hình ảnh tâm trí và em đặt cái nghi vấn là làm sao để em thay đổi đổi được cái hình ảnh tâm trí của em và em kiến tạo được cái niềm tin có lợi theo thuận chiều mong muốn của em thôi còn mấy cái chữ đó em không quan tâm đúng không nhà mình khi học công thức uh, cội nguồn cuộc sống có phải là mình sẽ nói là ơ sao tự nhiên cái hình ảnh tâm trí của mình nó kỳ quá vậy nó không có thuận chiều mong muốn vậy thì bây giờ mình muốn bây giờ mình hiểu rồi mình muốn đổi hình Trời ơi bây giờ làm sao để đổi hình đây Bây giờ mình muốn đổi hình Cho cái mình hiểu được là Suy nghĩ hành động và niềm tin Suy nghĩ hành động thói quen tính cách mình nó đến từ niềm tin Vậy thì em chỉ tập trung vào niềm tin thôi ở bên chị hay ở đâu vậy ta cô Em nghe ồn đó là chỗ nào ồn À, Hoàng Anh xin phép là nhờ cái bối cảnh của của chị Ngọc á, có phải là mình học công thức cội nguồn cuộc sống là mình chỉ quan tâm đến làm sao để đổi hình đổi đời nè, làm sao để kiến tạo à, niềm tin, có lợi thuận chiều mong muốn nè, rồi mọi việc bắt đầu từ kết quả thì mình cần phải biết là mình muốn cái gì nè, là ba cái trọng điểm đúng không ạ? À? Và tất cả những cái gì nó đã xảy ra. Đối với cuộc đời của mình đến từ thời điểm hôm nay Nó đến từ niềm tin và hình ảnh tâm trí của mình Chứ không phải là do cái anh A Anh B hay là do bố mẹ Hay là do bối cảnh hay là do môi trường Đúng không ạ à? Thì giờ, giờ đó là những cái trọng điểm mình, mình sẽ tập trung Thì uh, hôm nay là buổi đầu tiên đó cả nhà. Hôm nay là cái buổi đầu tiên thì uh, uh, đó là những cái nội dung mà mình sẽ từ từ uh, đi cùng nhau thì thật ra là anh uh, đã cho nhà mình cái mục tiêu là sau 10 12 buổi này mình có cái mục tiêu này. Nên là nhanh hay chậm ít hay nhiều làm sao miễn là kết thúc 12 buổi mình sẽ đạt được bốn cái mục tiêu này. và anh cam kết là à, cho dù là anh lắng nghe chia sẻ hay là lớp học chậm hay là công thức hay là chi thức hay nó ít hay nhiều gì không biết nhưng mà kết thúc 12 buổi này thì nhất định mình được chuyển giao bốn cái mục tiêu này là là mình thống nhất với nhau về 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 cái cách thức mà mình mình sẽ làm việc cùng với nhau. Dạ và và trong suốt 12 buổi này mình chỉ làm có một việc thôi trong suốt 12 buổi này mình chỉ làm có một việc thôi là mình sẽ nâng tầm nhận thức đối với tài chính ứng dụng à, nội tâm vào trong tài chính và mình sẽ thay thay đổi cái biết tin hiểu của mình à, từ cái biết tin hiểu hiện tại của mình đổi thành cái biết tin hiểu là những cái khái niệm nguồn có lợi thuận chiều mong muốn để mà mình có thể có một cái nguồn tài chính đủ đầy thịnh vượng nên là nếu như ai đó chưa không quan tâm không không thích tài chính Không muốn có một đời sống đủ đầy thịnh vượng Thì có hạt và hợp với lớp của mình không à Rồi theo hệ quy chiếu Thì mình sẽ được làm rõ Là Làm sao để mà mình có phước Ở trong tài chính Và về mặt khoa học Tức là nhà mình hình dung thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui nội tâm là những cái gì sâu thẳm ở bên trong là 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 phi vật chất mà mình thấy là được thầy gọi tên mà làm rõ không cả nhà được thầy gọi tên mà làm rõ không mà còn nói về lớp thấu hiểu sức khỏe à, kiến tạo an vui có phải là thầy vũ đã nói là lớp ứng dụng mà hệ quy chiếu đông tây y kết hợp dinh dưỡng và thuật dân gian đúng không cả nhà có nghĩa là có bốn hệ quy chiếu ở trong cái lớp thấu hiểu sức khỏe đó. Nhưng đối với vật chất cụ thể ở đây đối với tài chính thì về mặt khoa học tất cả các chuyên gia trên tài, tài chính trên toàn cầu chỉ có duy nhất một hệ quy chiếu thôi. Nên là nhà mình thấy là có đơn giản hơn sức khỏe và đơn giản hơn nội tâm không ạ? À? Đó là một người á mà có được cái tài chính đủ đầy và thịnh vượng á là họ sở hữu và sử dụng rất là tốt năm chỉ số thông minh tài chính thì hoàng anh sẽ chia sẻ năm chỉ số thông minh đó tài chính là cụ thể là như thế nào và mình ứng dụng vô cho công việc và đời sống của mình hàng ngày là như thế nào đó là xuyên suốt 12 buổi mình làm rõ hết tất cả những cái điều này để đạt được những cái mục tiêu mà 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 hồi nãy hoàng anh nói và và để là mình nâng cái tầm nhận thức đối với tài chính và và nói đến đây thì thật sự là hoàng anh cũng rất là biết ơn tất cả những cái câu chuyện đó, những cái kiến thức mà hoàng anh huân tập được từ tất cả những cái anh chị học viên từ 10 lớp tài chính trước cả nhà lớp tài chính thấu hiểu tài chính cái tạo anh vui là mình có 8 lớp online và hai lớp offline thì thông qua cái bối cảnh là là cứ mỗi một lớp là mình liên tục được huân tập những cái hiện thực tài chính từ các anh chị ở trong lớp và và rất là may mắn cả nhà tức là trong lớp tài chính á, thường á, là gặp chuyên gia tài chính rất là nhiều thậm chí có những cái chuyên gia là đã đào tạo tài chính hơn 20 năm rồi nhưng mà suốt 10 10 10 cái buổi chia sẻ tài chính á, thì tới giờ á, là thường thường là sau những cái buổi đó thì Hoàng Anh hay có những cái cuộc điện thoại riêng với các chuyên gia đó thì các anh chị có thể là xây dựng thêm cho Hoàng Anh để mà mà giúp cho cả lớp của mình gọi tên và làm rõ hơn nhưng mà tới giờ thì Hoàng Anh cảm thấy rất là yêu quý và, và trân trọng tất cả những cái nguồn trí thức mà Hoàng anh được khuân tập từ thầy cô này, chuyên gia này từ các anh chị trong học viên ở trong lớp này và Hoàng Anh cảm thấy rất là may mắn khi Hoàng Anh có cơ hội để được chuyển giao lại cho cả nhà của mình À, ở cái đợt k 8 lần này dạ, thì chắc là ngày, ngày hôm nay thì mình làm việc với nhau đến đây cả nhà ngày mai ngày mai thì mình sẽ cùng nhau làm một cái phần rất là quan trọng nếu không muốn nói là gần như là quan trọng nhất của lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo anh vui đó là tiền đến từ đâu tiền đến từ đâu gốc rễ tạo nên hoa trái và mình sẽ quay lại để mình nhận diện cái gốc rễ về tiền của mình nếu như mà gốc rễ về tiền của mình mà tiền mà gắn với vui vẻ gắn với tự do gắn với hạnh phúc á thì càng nhiều tiền mình càng vui vẻ càng hạnh phúc càng tự do nhưng nếu không may á mà gốc rễ về tiền của mình mà gắn với chặn nứt mối quan hệ gắn với tổn thương gắn với giận dữ à, gắn với mất hạnh phúc gia đình thì có nghĩa là gì càng nhiều tiền thì những cái nỗi đau ở trong nội tâm nó của mình nó càng được phóng lớn lên nên rất là may mắn cho chúng ta nếu như cái gốc rễ về tiền của mình nó không đẹp mà mình chưa kịp giàu thường á, ở trong những cái lớp uh, offline á, cứ tới phần này là hắn sẽ cho cả lớp ăn mừng và ôm nhau và high five vì may quá chưa kịp giàu Tại vì nếu mà giàu thì đi về Tây Hạ rồi Giàu là không có mặt ở lớp tài chính Cũng không thèm đi học nội tâm luôn Ở đây thì có bạn Đinh Tiến Nam Nói là năm nay là năm số 8 Năm tài chính Và đầu năm á, thì mình lại được gặp nhau Lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui là K8 Nhà mình có thấy có cái gì đó Nó nó lạ lạ ở trong lớp của mình không Nhà mình có nghĩ là là Mình rất là may mắn khi mà gặp nhau ở một cái năm số 8 ở một cái lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo ăn vui số 8 và được bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 không cả nhà. Sao tự nhiên nào anh cảm thấy á, là cái tổng nghiệp của K8 có vẻ là ngon lắm á cả nhà. Có ai cảm thấy là hình như tổng nghiệp của mình có mặt ở K8 là nó có cái gì đó rất là đặc biệt đó à, cái cái tâm thái của Hằng anh khi mà được nhận à, lớp và uh, thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui cao tám ở cái thời điểm này á tự nhiên là anh có một cái hình ở cái đợt này nó sẽ có một cái gì đó rất là thú vị á cả nhà thì thật ra lớp nào cũng thú vị hết nhưng mà nhưng mà cảm thấy là tổng nghiệp K8 có vẻ cũng ngon dữ lắm cả nhà. Thấy cái cách của cả nhà mình tương tác với Hoàng Anh từ đầu giờ đến giờ là thấy đầy niềm tin vào hy vọng à, vào k tám là làm sao mà học một lần mà giàu thì nó còn ngon nữa à, toàn bộ cái nội dung anh chia sẻ từ lúc ra chơi vào đến giờ thì nhà mình có ai đặt câu hỏi gì cho hoàng anh không ạ à? có một có một có một ai đó hỏi là năm số 8 là năm gì em không có hiểu á à, những cái kiến thức mà mình thấy nó xuất hiện một cái từ ngẫu nhiên như vậy á cả nhà mình lên google mình search nó sẽ ra ví dụ như anh đi chơi lang bang cái bạn nào anh nói là à, anh em của mình nó rất là may mắn khi mà đang sinh ra và lớn lên ở vận chín à, vận chín là một cái vận mà mấy trăm năm mới có một lần ông bà mình không có con cháu mình không có chỉ có anh em mình có thế là nhà mình biết thằng anh làm gì không hi hoái sật liền vận chín sật ra thì thôi sật không ra hỏi là anh gì đấy ơi anh nói là vận chín á em sợt từ khóa làm sao cho nó ra cái ông mới nói là à, vận chín kinh dịch hay gì đó cái anh sợt thì nó ra nó ra cái họ anh đọc xong rồi ví dụ như ai đó đó nói là năm số 8 thì mình sẽ sợt là năm số 8 thần số học tại sao năm nay gọi là năm số 8 Tại sao năm 2023 gọi là năm số 8 ra không cả nhà? Nên thằng Anh rất là yêu bác Google. Đó là cứ nghe một cái gì đó nó phong phanh, nó mong manh mà nó không rõ. Thì mình sẽ lên trên Google mình search. Lần đầu tiên thằng Anh được nghe thầy nói về nụ cười tỷ phú ở trong lớp thấu hiểu nội tâm khiến ta an vui á. Thì thầy gọi thằng Anh lên trên lớp demo luôn á cả nhà. Nhưng mà nói thiệt là chữ được chữ mất về nhà chả còn nhớ nụ cười tỷ phú chính xác nó là như thế nào thế là họ anh mới lên trên google anh search hàng anh search á thì đọc xong bắt đầu anh xem hình thì anh mới thấy là tất cả những người giàu người nổi tiếng tất cả những chuyên gia tất cả những tổng thống tất cả những tỷ phú răng đều đẹp và cười đẹp như nhau hết sau bắt đầu mình đọc bài viết sau này mình nói là mình coi ra là mình cười có giống mấy người đó không thì lúc thầy nói là anh biết là à trên đời này nó có một cái câu chuyện là nụ cười tỷ phú. Thì bắt đầu anh mới search, xong bắt đầu anh đi tìm. Và anh làm rõ cái nụ cười tỷ phú là như thế nào, nụ cười đẹp là như thế nào. Chứ đôi khi trong lớp á, nó lướt qua mà cái thứ gì mình cũng đòi cho nó rõ thật là rõ. Thì có phải là mình bị dính lại rất là nhiều trên đường đi đúng không cả nhà? Nhà mình đồng ý với anh, anh chỗ này không? Không lẽ mình đi từ từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, đích đến của mình là Hà Nội mà cứ đi tới Huế thì mình nghiên cứu Huế, à, đi tới um, Đà Nẵng mình nghiên cứu Đà Nẵng thì tới bao giờ mình mới tới Hà Nội. Nên là có một số cái cái kiến thức á thì uh, đa số đa số là mình search trên Google là sẽ có hết. Sẽ có hết. Còn nếu mà mình search mà nó chưa có thì có khả năng là từ khóa của mình chưa có chuẩn thì mình mình mò mò một hồi nó cũng ra. Còn mà search vẫn không ra nữa luôn thì mình lại đi hỏi. Tại vì lần đầu tiên Hoàng Anh đi học nội tâm về á là Hoàng Anh cũng có một số từ Hoàng anh không có nhớ. Các anh search Google nó không có ra. Cái Hoàng Anh mới chạy lên hỏi thầy là thầy ơi tại sao những cái thầy chia sẻ Hoàng Anh không nhớ bài Hoàng Anh search nó không có ra. Thì thầy mới nói là thầy mới nói là Đâu đã có ai nói đâu mà chị sợt ra Tại vì nội tâm em là người nói đầu tiên Việt Nam là người nói đầu tiên trên thế giới Mà chị sợt sao mà ra Thì thì tất cả những cái gì liên quan đến nội tâm á, Thằng anh chỉ chỗ cho nhà mình Chỗ sợt để ra nè Nếu như ai đó mà đã đọc cuốn sách Yêu mình đủ vẫn có cả thế giới á Là ở trong đó là gần như Anh đóng gói toàn bộ lớp nội tâm Ở trong đó một phần của lớp sức khỏe ở góc độ ứng dụng và một phần nhỏ của lớp tài chính tại vì có một, à, có một bạn học viên có nhắn tin với hoàng anh là sau khi em đọc cuốn sách yêu mình đủ bạn có cả thế giới ấy, là em cảm thấy như là em được đóng gói ba lớp học là lớp nội tâm lớp sức khỏe và lớp tài chính ở trong cuốn sách đó tại vì cuốn sách đó là cuốn sách đóng gói tất cả những bài học tâm đắc ngộ của hoàng anh trong suốt 3 năm À, học nội tâm vào vào huân tập để đạt được những cái mục tiêu mà Hoàng Anh mong muốn mà thì không biết là sợt thì có không nhưng mà trong sách thì có gần như hết luôn có ai đọc sách rồi thấy đúng như Hoàng Anh nói à nhà mình có ai đọc cuốn sách yêu mình đủ bạn có cả thế giới rồi không à có phải là nghe thầy đọc về phẩm chất yếu tố nhân cách kiện toàn tâm thái tổng nghiệp công thức cội nguồn cuộc sống rồi bốn năm tầng bậc nhận thức tầng bậc trí tệ có phải là trong sách có hết đúng không cả nhà mình ghi không kịp á xong rồi nó có mục lục cái chỗ nào mình không nhớ mình mở ra mình đọc cái này là 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 tại vì thấy nhà mình hay hỏi mấy cái cái là nó là như thế nào là như thế nào á dạ không sách không có đăng hết hàng ạ à. sách nhập về rồi không có hết hàng thì hiện nay trong tương lai gần cộng đồng quyết sẽ có rất là nhiều sách để cho cả nhà mình đọc nhưng mà hoàng anh may mắn là được thầy hoàng anh có xin phép và được thầy cho cho phép xuất bản cuốn sách yêu mình đủ Bạn có cả thế giới là cuốn đầu tiên là có rất là nhiều nội dung và và những khái niệm nguồn của tổ chức đào tạo quyết ở trong cuốn sách đó dạ biết ơn cả nhà lắm lắm hoàng anh sẽ mở mít ra để cả nhà mình chào nhau